Cô đó là một tiên tới đó. Cô nào? Ngồi kế sư phụ. Cô sao hả? Cô mà gặp sư cô mà cũng ngại lắm. Tại vì thường thường Tăng với Ni không có tin Thượng Đế. Còn con nói có Thượng Đế cho nên sư cô tin có Thượng Đế không? Dạ có. Đúng rồi đó. Thôi trong chùa mấy thầy không tin gì. Chuyện của mấy thầy vậy hả? Hay quá. À, này có hai em Năm không như này. Anh tin tôi là con của ông trời không? Biết mọi người. Anh quên nữa, anh không tin có ông trời làm sao anh tin tôi là con của ông trời. Tôi không tin là cái vấn đề của vậy mình cũng không kiếm được câu trả lời. Nói vậy anh chứ thật sự là từ từ đi, tôi con có ai anh biết. Nhưng mà tôi đang nói cái hồn nhưng mà cái xác nha. Cái xác tôi là con của ông thợ mộc. Cái hồn tôi là con của ông trời thiệt á. Sau này anh đừng nói là tôi bạn thân nó mà sao nó không nói cho tôi biết. Tôi tức quá. Hôm nay tôi nói luôn á. À, bổn phận của tôi nói. Tin mà từ với nhà lái xe qua đây. Thôi vậy à. Những ngày đầu á con lên mạng nói thì đa số những người ta ngỡ ngàng, nhưng mà những người có học Phật thì những người có chút trí tuệ người ta không có comment ào ào, người ta trầm tĩnh, người ta chờ. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, mà còn chở gì nữa, xe bớt đã rời bến, thuyền đã nhổ neo rồi. Thật là thật, sấm cơ tiên tri, thời nay có chuyển luân thánh dương, tái sanh để mà làm cái màn chót này. Chuyển luân thánh dương nghe rất là ngầu không, rất là hay. Chuyển luân tức là từ cái xác này đi qua xác khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ kiếp con người này qua kiếp con người khác. Thánh là một vị thánh thì người ta nói văn chương thánh thôi, thánh Bồ Tát Phật thì người ta cũng dùng nhân từ thánh. Mà sấm cơ nói đó là có thật, đó là con của ông trời hạ phàm mạng này, một người con duy nhất của Thượng Đế xuống trần thời nay. Không có người thứ hai. Ở ngoài kia ai có người thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là giả bao nhiêu năm nay. Tại vì giả không có độ được chúng sanh, không có cái lực, không có bảy dòng hào quang như Kiệt có, không có biết nói những cái chuyện để mà cho nhân loại chuẩn bị cái tinh thần. Cái tinh thần mà nó quan trọng lắm. Cũng như cả nước Việt Nam ngày hôm nay, tại sao mình phải quay phim mình cho họ cái direction, cái đường hướng. Chờ nha, đừng có nổi loạn, nổi loạn là chết. Tại vì nổi loạn là công an tới, người nói đêm nó gõ cửa liền. Chờ Đức Thầy xuất hiện, chờ Sư Phụ Kiệt xuất hiện, chờ Kiệt về. Sau này sẽ có một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý, mà gọi là lập đời nhà Trần đó, trở lại đó. Ông Trần lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào đó là Trần, không phải là người họ Trần, mà ông Trần Dần ở dưới ông xưng là ông họ Trần tào lao. Họ Trần là mấy vị, cái lúc đó Kiệt mới hỏi mấy vị trên đó, chữ Trần này là gì. Trần là mấy vị nói là dí nhân thời nhà Trần Đạo, Trần Nhân Tông mà đất nước thuận hòa rồi bô lão lên để mà đồng lòng với nhau cả mà hiềm tích chuyện gia đình của Đức Thánh Ngài Trần Đạo với thời đó, chuyện nội bộ cũng không có màng tới, mà lo chống ngoại xâm thôi. Thì chữ Trần, ông Trần lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào á, thì là nói sau này có một người về nước Việt, rồi dân á mới tụ lại, rồi mới bầu lên. Thì đó là gọi là cái hội hội Long Hoa là từ cái chỗ đó.
hội Viên Hồng là nhà Trần là vậy. Thì cô có gì hỏi con không? Rồi lái xe xa tốn tiền xăng hỏi đi để cho gỡ gạt được phần nào. Kiệt nữa coi con rồi con còn kiệt thôi chứ tính là sát phạm thôi. Cái hồn của con á tới mấy trăm nghìn tuổi thôi cô không có già bằng con nổi. À, cứ kêu kiệt rồi cứ tính cái thằng này nữa. Nhân trí, sư con Nhân Trí. Dạ. Cô nhìn sư cô biết sư cô sống được bao nhiêu năm nữa không? Con. Con có hỏi sư cô muốn sống bao nhiêu năm? Cô cái... sống chỉ có 6 năm nữa thôi. Dạ. 2029 là sư cô đi rồi. Sư cô muốn sống thêm thì con thắng thêm. À, còn mình muốn nhất định tới lúc đó mấy gì cũng cho gì lúc đó, tại vì bề trên á cái xác phàm mình, cái mạng sống của mình nó trả lại cái gì đó. Có những người có thể sống 20 tuổi họ đi, nhưng mà đừng có nghĩ là họ yếu mạng, không phải, thì tùy theo cái nhiệm vụ của mình. Tại vì cô bị bệnh tim đi bất tử bất ngờ, nhưng mà sao cô biết là ngày 29/2 vậy? À sao hay, bác sĩ hả? Trên thế gian này sáu năm không, cô sống có 6 năm nữa thôi. Không có bác sĩ nào, cũng chẳng có một vị tiên tri nào hay một vị nào có thần lực nói cái ngày mình chết được. Không, cái bác sĩ rồi không có nói. Mổ tim, cô mổ tim rồi, bây giờ 8 cái stent ở trong tim và mổ tim 10 năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ mấy năm nay thì từ 2020 đó là cô thông thử hai cái van stent, để hai cái stent vô tim nữa. Là 8 cái stent tất cả và mổ tim đã 10 năm. Nhưng mà hai năm nay cô thấy thì tim nó yên không có gì. Nhưng mà cô sống tới 6 năm nữa, tới 2029 là cô sẽ đi. Ok, khi nào con muốn sống dài thì nữa. Nhắn tin cho con. Không muốn sống lâu nữa. Không muốn hả? Dạ. Ổn quá. Tại vì mình phải nhìn hội Long Hoa, mình nhìn Phật xuất thế rồi phải không? Cho nó vui chứ mình muốn, đang ở giai đoạn này. Cũng muốn mình nhìn Phật xuất thế. Nhưng mà trải qua mấy chục năm đi xuất gia rồi, đủ hết nước mắt a trang côn. Thành ra nó nhiều chuyện, những cái chuyện nó không đáng có mà nó cũng đến với mình. Thành ra nhiều quá cho nên không muốn sống nữa. Con nghĩ mình xuất gia, mình vô chùa là mình gạt bỏ hết chuyện đời. Chỉ có đọc kinh ngồi thiền với bạn đạo, ai cũng hiền trong chùa làm gì nước mắt trong cơm trong bỏ chùa. Sao con nghe lạ? Cái từ con... lúc mà tại vì mình mới xuất gia mình chưa có biết. Thì, trước gia chưa biết. Những cái chuyện mà người ta trồng chú ngược mình đó rồi mình không có lời để. Tức là chuyện trong chùa hả? Dạ, chuyện trong chùa. Trong chùa mà cứ nước mắt chăn cơm nữa con. Con cứ tưởng đó là chuyện... chuyện nó dĩ hè chứ. Dạ, cái chuyện giữa hè thì không nói. Thế chuyện là... ngoài đời thì mấy chục năm là cũng không nói. Là nói cái chuyện là ở trong chùa này. Không trong chùa nước mắt tu mà dễ. Nhưng mà mấy chục năm rồi cô đã tu đã biết. Thành ra cũng muốn độ chúng sanh nhưng mà mình không. Con thấy thầy Pháp Hòa quá trời luôn, ông lấy tiền giống như là Hắc Bạch Công Tử Bạc Liêu hồi xưa vậy đó, quá trời giàu luôn. Không lấy tiền của ai? Không, ý nói cũng là tu, sư cô cũng là tu mà sao có người vinh hiển, có người nước mắt chan cơm là như thế nào? Có mấy cái túi đi lông thôi, có gì hết. Con nghe sư cô này được. Giờ con biết tại sao, tại sư cô không có người làm marketing. Anh không cần, tôi thiệt là thiệt rồi em. Thứ giỡn mới cần mắt cái tin. Anh không cần hết cái tin. Cố gắng mà cúng dường thì cô cũng dường lại chùa hết. Tôi trong chùa nước mắt chăn cơm. Ở đây hộ pháp của thầy online ngồi đây. Có chuyện gì kể. Kể về chuyện thầy online chơi cho vui. Ổng đẻ con baby gì vậy, bữa giờ 5-6 tuổi, sao kể đó. Con nghĩ là kinh chua trăng con. Trong nó chua lắm. Không nói chua biết hết. Mấy con nghĩ hội thức tàu nghiệp nói về mấy ổng á. Nói là thương để ổng sửa tập. Gạt được quần chúng. Chứ không có gạt được Phật nha.
không có gạt được chuyện này. Chuyện này bình thường nhưng mà không có nói láo gì thiệt được. Thật sự chuyện trong chùa con không biết, cũng giống như chuyện Quan Âm Thị Kính hồi xưa vậy đó. Thời nay nó vậy mà mình còn giống như y như vậy. Quan Âm Thị Kính. Mấy chục năm nay cô đi tu là như Quan Âm Thị Kính. Ở có cái chùa nào tiểu ăn nào bữa quên ta. Cái đập tượng Phật ra thấy toàn là cái gì á? Chai rượu hả gì trong tượng Phật á? Cái gì? Hồi bữa có cái chùa cái người ta đập bể tượng Phật ra cái gì trong tượng Phật đúc gì trong đó quá trời bậy bạ không? À đúng rồi, mấy cái cuốn Playboy. Đó. Bữa ổng báo rằng đó. Cảm ơn thầy nay siêu lắm, tại giấu nó Phật tử tiệm ra. Thời hạ ngương rồi tôi cũng. Thời ma quỷ mà. Mình đang sống chung với ma quỷ nhiều. Thôi cũng chia buồn với sư cô. Nước mắt chan canh con cũng chan mấy chục tô rồi. Nói là anh hồi đụng chạm với thầy nữa. Bây giờ ta hỏi sư cô ở chùa nào. Sư cô đâu có chùa, sư cô hôm bé. Chị sư cô đi lang thang hả sư cô? Hả? Sư cô đi lang thang hả? Lang thang. Sư cô giờ có muốn ở đâu không? Giờ cô là hôm đó không có chỗ ở, lên thăm cô này rồi cũng chưa biết đi về đâu. Cô có muốn lên Seattle ở không? Dạ. Chùa hả? Dạ. Chùa ở đâu? Ở Seattle. Seattle hả? Dạ. Con rước sư cô về ở. Hả? Con rước sư cô về ở. Cô có bệnh trong người dữ lắm đó, nuôi cô không nổi đâu nha. Nhiều bệnh sư lắm. Cô, mình đi tu ở thế gian này mình phải chịu cảnh đó. Thật ra cái đó là cái trải nghiệm của mình để hiểu người đời hơn. Người đời nó có như là vậy đó. Tại sư vì, cô cũng phải biết như vậy. Tại vì cô trước khi cô xuất gia là cô đã nguyện trả hết cái nghiệp kiếp này mà. Trời ơi, cô nguyện sai rồi. Cô lúc nào cũng vậy nhưng mà lúc nào cô cũng cười kể nghiệp tới trả. Cô ơi, cô nguyện, trả. Cô nguyện nhiều quá, một kiếp không thể trả hết cả ngàn kiếp. Tại nên là cô đã bị như vậy rồi cho nên cô phải trả. Vậy là cô hôm lép là đúng rồi. Bởi vì hôm lép đó. Cô đã nguyện cái đó, cô phải chịu cái cảnh đó đó. Dạ, dạ cái chuyện mà con thấy sai nhất là mấy thầy nó cô vô chùa cái chuyện là mình trả một đời mà mình nợ cả 10.000 đời lận mà mình trả có một đời sao trả nổi. Tại vì mình muốn đi lên trên, mình không muốn ở dưới này nữa cho nên nguyện trả cho nó hết nợ, mình phải trả hết mình biết. Dạ, đi được. Dạ sư cô có giỏi nguyện giống như con hồi xuống trần thì mấy kỳ trước, nguyện thế gian này mà còn sự bất công á, chuyện này sẽ không thành thật. Thôi dám nguyện câu đó không, nó ngắn gọn thôi. Cô nguyện rồi. Bây giờ thế gian này còn bất công không? Cô nguyện rồi. Mà cô phải người đích thân làm cho cái thế gian này không còn sự bất công kìa. Chứ cô nguyện mà cô không làm gì á, yeah, cô lấy nước mắt chan canh này cũng như không. Thấy là Phật nguyện là phải làm cái gì. Tại bữa mấy vị nhắc con nguyện như vậy con phải ghét làm. Thì làm mà mấy chục năm rồi mà làm không nổi. Mà từ thời xưa giờ có thầy nào dám nguyện kiểu đó không? Nguyện địa ngục đóng địa ngục mà còn chúng sanh tao thành Phật là ngày địa tạng nguyện đó không? Hôm nay cha đóng cửa cái một, ổng thành Phật rồi, mình còn ngồi đây. Địa tạng, địa tạng nó nguyện rồi cho nên ngày độ tất khanh, độ chúng sanh nữa rồi. Nhưng mà quà chưa hết mà. Trở về câu nguyện, cái câu nguyện của Kiệt á là thế gian này còn sự bất công Kiệt không thành Phật. Câu đó rất là nặng khi Phật tử người ta muốn thành Phật. Cái quan trọng á là trong kinh Địa Mẫu nó kiếp này mẹ cho Kiệt thà đi về luôn, không có suốt thời gian nữa. Thì nó lại không có ăn khớp. Thì có nghĩa là hơi là mâu thuẫn đúng không? Nó sẽ không mâu thuẫn. Là cái câu trả lời là như thế này. Hiện giờ á, những cái đứa nhỏ nhỏ mà đầu thai xuống thế gian á là cha mẹ đã gửi xuống rất là nhiều, gọi là những đứa con của tiên giới xuống sống ăn hiền ở lành. Nó sẽ đầu thai khắp hết tất cả những quốc gia thế giới trong hiện này, có thể là con cháu của họ thiên này này, mấy đứa nhỏ nữa. Nó không giống như những đứa nhỏ mà của thời nay của Việt Nam. Và đồng thời cái thế giới này ai mà đứng đây cá, có những cái nhà lỗi lạc nên không cá. Tôi bảo đảm trên thế giới này sẽ không còn cộng sản độc tài nữa trong những cái năm về sau.
chỉ còn những cái gọi là thánh thiện và những cái tự do thôi. Mình nói về thể chế thì cái thể chế mà chỉ có một thể chế gọi là tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, tự do phát biểu, tự do đi đứng, thì làm gì có bao cái chuyện mà đường tơ lụa hay là truyền thông rồi bao cái chuyện cấp lá phiếu như kiểu ông Trump, đúng không quý vị? Thì có thể thế giới này công bằng không? Mình khi cái lời nguyện của Kiệt là thế giới không còn sự bất công á, thì có nghĩa là những cái chuyện mà giống như cái thằng Bình gì nãy á, nó lấy hết bản quyền mà nó không cho mình karaoke đó, cái đó mới là bất công đúng không? Còn mấy cái chuyện lặt vặt mình là do cái chuyện nhỏ, còn mà cái lời nguyện là nguyện những cái sự vụ lớn. Cũng giống như bây giờ một cái nước Việt Nam nó đâu phải thuộc một cái đảng 4 triệu đảng viên, nó thuộc về cả một dân tộc 100 triệu người. Dầu cho một đứa nhỏ mà đẻ Mỹ, quốc tịch Mỹ, nó cũng có bổn phận phải lo cho nước Việt. Vậy chứ người Do Thái nó đẻ ra biết nhiêu đời nó mất nước, nó cũng có bổn phận nó về đi lính bển gì. Còn bây giờ ở bển cứ nói tụi mày hang ngoại lo chuyện hang ngoại, chuyện trong nước là chuyện của tao. Thì nó nói kiểu nhanh như cua vậy đó. Hiện giờ là vậy. Trong tương lai không còn cộng sản nữa, Kiệt thành Phật. Tiếp này bảo đảm luôn, thành Phật luôn. Bữa hả mấy chị nói rồi, chị này con về không còn cộng sản là con thành Phật. Tụi con theo sư phụ. Thì có con cũng đi theo mà. Mấy con làm cô tiên bay vòng vòng chở. Mình đi bắt bướm hay hoa rồi. Bay rồi. Sau khi Kiệt làm vua rồi sẽ thật. Ủa sao con đâu đang làm vua đâu, bố ông bà ấp chờ Đức Thầy là. Không, sau khi làm Phật thì phải làm vua. Rồi mới bỏ ngai vàng rồi mới làm Phật. Cái đó là con không biết, nhưng mà ngày xưa có vợ cũ đẹp lắm, tướng như model, ba đứa con. Làm chủ thời đó cũng giàu lắm, cũng có 4-5 cái building này. Tự nhiên đêm thức dậy đi ngồi thiền tối ngày, lấy nguyên cái building 50.000 square feet là cái chùa mình giờ đó, đi mở chùa. Giờ lớn tối ngày nó qua nó cứ chửi, ông không đóng cửa chùa tôi bỏ ông, ngày nào bả qua cũng khóc. Tôi chỉ đi tu thôi, tôi không ham tiền, tôi cũng không ham gì hết, tôi giao hết tài sản cho bà nuôi ba đứa con đi. Tự nhiên cái đầu mình nó muốn vậy, mình đâu có biết. Okay. Xong lúc đó cái mấy vị trên nó con không có được đi tu nha, con chưa có làm xong nhiệm vụ. Thì từ đó thầy phụng bức bài kính thiên số 1 á, nửa đời nửa đạo rồi đây nắm giữ gian sáng. Thì còn vì bà kính thiên mà hôm nay còn ngồi đây á, thì mới ra được cái Thiên Long Sơn, ra Thiên Long Giang, còn tiếp tục ra luôn núi Cấm. Không muốn chờ 2 tháng nữa đây con. Có 2 tháng. 2 tháng thôi. Tôi nghe nói tới tuổi của cô là tuổi tỵ. Chờ 2 tháng nữa, 2 tháng. Tuổi tỵ là chừng nào cô? Cô đủ sữa mà cô chờ năm tỷ rồi. Nói chuyện nó mới vô tiếng à. Để coi thử. Nó còn chết không? Mão quý mão. Mà cầm đừng có bấm cái nút đỏ nha. Cầm cái này nói chuyện nó mới vô tiếng. Cô chị là cô 25. 25 cô sẽ về. Anh ngày 25. Cái biến thiên cô đã lo cho cô về trong năm nay, nhưng con thấy đau nữa, chưa về. Bây giờ mình cứ nói như vậy, mình theo thám cơ mình nói mèo kêu bá tánh lao sao, là giờ là mèo đúng không, là 23 đến chừng rồng rắn, rồng là 24, rắn là 25 đúng không, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê đúng không, con ngựa thì đá con dê đúng không, khắp trong trần hạ nhiều về lâu sao hả? Khỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới im. Thì hiện giờ mới nãy nghe đó là đọc tin tức là thằng Do Thái nó bắn qua tiễn qua Iran rồi đúng không? Rồi xưa nói là chiến tranh thứ ba sẽ khởi từ Trung Đông đúng không? Trung Đông thì nó sẽ giật cái dây pháo dài qua tới Trung Cộng. Thì là đó. Thì cái nước Việt Nam mình á, nó không phải là một cái nằm trong mỗi cơ vận lớn lao gì, chỉ cần
Một, mình tách rời khỏi cái dây xiềng. Tại vì hiện giờ mình cũng giống như con chó vậy đó. Việt Nam mình á, bị cột. Rồi Tập Trung Bình cầm cái dây. Miễn mà cắt đứt á là xong, nước Việt tự free. Nhưng mà ở ngoài đó đó là năm con mèo. Sorry, nói chó ai chó nào. Mình cũng phú trọng chó. Chứ không phải mình nói nguyên nước Việt, mình nghe xin lỗi. Thì mình đại khái đúng không, là ổng cỡ đó chút cắt cái này không về mẹ cắt. Mình nói ví dụ đó, bác trọng phải chó, bác trọng là nhà nói chuyện lưu lót. Nhưng mà ổng bị cột bởi Tập Trung Bình. Thì cái dây xiềng này chỉ có người hải ngoại mới cắt được. Khi người hải ngoại cắt xong á thì mà free 100 triệu dân. Và đồng thời cái lá cờ vàng 30 đỏ mà Hồn Thiên Thông Núi á nói cho Việt biết á, là chỉ có lá cờ đó mới là lẹ, gọi là làm lại một cái nước Việt lẹ, lấy lòng tin của hải ngoại lẹ, lấy lòng tin của mấy thằng Mỹ lẹ, của châu lẹ, để mà xây dựng lại lẹ. Nhưng mà ở ngoài kia nó cũng còn lai rai. Thì nó đến năm rồng rắn máu đào chỉnh ghê, rồi đến năm con ngựa thì đá con dê, rồi đến năm con khỉ, rồi đến năm gà gáy máu đào mới yên. Thì lúc đó máu đào mới yên có nghĩa là hội Long Hoa đã lập xong rồi. Vậy là cô năm tới tuổi thìn, tuổi cô chắc không bị Việt Nam được. Cô đừng, mình tu mình không có tính tuổi tác kìa, rõ không, có tuổi gì chứ. Cái đó là người thế gian mình Mỹ. Còn cái tính theo là nhất là chân mệnh, nhì là số, thứ ba đó là phong thủy, mà loại phong thủy kiểu long mạch như kiểu Chu Văn Chương đời nhà Minh vậy đó. Thứ tư đó là đức, thứ năm là học vấn. Những người nào có năm cái đó dẹp hết phong thủy nhà cửa hướng, dẹp hết nút ruồi rồi tướng mạo gì hết, người nào có chân mệnh kiểu nào nữa bỏ ở đâu họ cũng sẽ vào. Sư cô học Phật, sư cô biết có hai đứa nhỏ, một đứa nó rất là nghèo đi ăn xin. Khi lúc đó là một vị vua đi ngang, cái đứa nghèo nó ước chi nó được làm vua để mà nó cứu dân. Còn có một đứa nhỏ kia nó ước chỉ làm vua để mà nó làm những cái chuyện tàn ác. Rồi cái đứa nhỏ đó đi tới đâu cái bóng mây á, mưa đó thì che cái đứa nhỏ đó, có câu chuyện đó đúng không? Thì cuối cùng cái thằng nhỏ ăn mày á, chân mệnh làm vua, nó làm vua. Còn hàng những cái người mà không phải chân mệnh mà cố tình á thì sẽ đi xóm. Thì con vua thì được làm vua. Thì mình đang nói về chuyện mà về con mèo, con khỉ. Thì con nghĩ cái hội Long Hoa á, khi mà tất cả mọi cái phe phái hải ngoại, phe phái quốc nội đủ phe hết, con đón cũng cỡ 100 phe đó nghe, cũng cỡ đó. Nhưng mà phe nào không cần biết, dân bây giờ nó khôn lắm rồi. Chỉ có phe dân là phe chánh nghĩa nhất, không có ai mà cực đoan mà thắng được phe dân hết, thì mới gọi là hội Dương Hồng lập đời nhà Trần. Thì chờ phe dân, dân chuyển con trỏ. Okay, rồi sư cô nói chuyện nước mắt chan canh trong chùa. Lần đầu tiên nghe nói nước mắt chan canh trong chùa. Chan cơm mình tưởng đâu là mấy cô dâu xứ Đài rồi mất. Vô chùa mà cũng có chuyện này, nó nghe thấy lạ ta. Ai vậy là Phật nè con. Nhiều lắm, anh đâu có nhiều lắm. Thôi, tôi bị thầy ông lai biết rồi. Chùa của mình mà ông tiên bỏ đóng cửa, Phật của mình mà ông đòi thảy dẹp Phật. Ông đó khẩu nghiệp. Cái chuyện đó là đâu bây giờ ở chùa chứ đâu có hôm lát. Ai dành là cho dành bỏ đi. Cái đây có khoảng nhiều người ta con quơ dòng không đếm. Bữa nay giống hội Long Hoa quá à. Khắp thế giới nào hội Long Hoa thiệt đó nghe. Toàn là tiên chúng không à, tiên nữ. Như ở ngoài kia còn nữa đó sư phụ. Tại ai thích đi vòng vòng thoải mái đi.
Tại ngồi ngoài kia sợ lạnh nhưng ở đây cũng ok. Bữa nay là free talk, không có livestream. Ủa bác Thọ cũng có mặt ở đây không hả? Có từ sáng. Bác Thọ đâu phải hội Thiên đâu, bác Thọ họ HO mà. Ông là chủ tịch hội HO đây á con. Ở dưới ổng á là mấy trăm mấy cái ông mà hăng máu lắm. Chửi ông sáng như là ông đi tát nước. Ông nó ngầu lắm á, đừng tưởng ông thường. Nhưng mà có một mình ông tin Kiệt là thiên tử sẽ về xây dựng nên nước Việt. Nghe nói giờ mình bắt tin là được rồi. Mai mốt á mấy ông HO kia ông không tin, tại ông còn ăn rượu uống thịt á. Anh thầy đúng rượu ông không tin. Thì khi nào ông thấy thằng nào có cái khăn cờ vàng ba chọc đỏ là tự nhiên chạy theo á. Hả bác Thọ? À vậy thì được rồi. Còn bây giờ cứ cho cười nhẽm đi. Chuyện đời ấy vui lắm. Nói đây nói chuyện vui không em? Vui hơn mấy thầy nói trong pháp đàn phải không? Hôm nay mình anh em mình nói chuyện thoải mái. Người ta pháp đàn. Đoạn này là gì? Mình pháp tràng. Anh không phải là pháp sư. Anh nói pháp của ngoài. Anh bình dân này. Sư cô, con nói sư cô đừng buồn nha. Đời nó nhiều như vậy đó. Sư cô học, tụi con cũng học như vậy. Nên sư cô nghĩ, đừng có nghĩ mình là có một mình học. Tụi con cũng học y chang như sư cô vậy. Nhưng mà tại vì tụi con có tóc thì tụi con cảm thấy mình có trách nhiệm với đời hơn. Còn sư cô đi tu, sư cô nghĩ là sư cô bỏ đời. Cho nên cái đó cái là cái mà nếu sư cô bị kẹt. Vì nghĩ mình bỏ đời cho nên mình bị kẹt. Cho nên là mình không có làm gì được hết. Nhưng mà không phải sư cô bị như vậy đâu, tụi con cũng bị như vậy. Giờ mình muốn làm cũng làm không được, không có sức làm. Dạ, thì nó hết thời gian rồi. Dạ. Cho nên sư cô đừng có buồn, cái đó không, mình đi học buồn. Lúc dạ. Nào cũng cười, cũng vui hết trơn. Đi hôm lát vậy chứ mình lúc nào cũng vui hết trơn. Sư cô để con kể câu chuyện. Hồi đó đó, sư huynh của con á, là tới sau thầy Thông Lai, con tới trước. Anh của con á, tới sau. Kẹp vô cái áo này cái này. Em nói không to hả? À, lại cái máy nữa. Nó phải vô cái máy. Thì lúc bây giờ đó, con là người, 5 người để tạo ra cái chùa đó. Con là người được giữ tiền cho thầy Thông Lai. Thì con giữ tiền đó để mà xây cái chùa đó là tụi con mua cái chùa đó gọi là chùa hội. Thầy Thông Lai không có đứng, tụi con đứng. Nhưng mà có một sư cô cũng giống như cô vậy. Chồng cô chết, xong cô đi tu. Cô đi tu thì cô mới có một cái số tiền ông chồng để lại. Cô mới donate tiền đó để đao mua cái chùa đó. Là 50.000 đô. Cái chùa lô đó bây giờ mình mua là 230.000. Và 5 vị đứng trong đó gọi là chùa hội, không phải là... Cho nên mới đặt là niệm Phật đường tầm nguyên, không để chùa. Khi đó tụi con vô đó 3 tháng thôi. Thì cái sư cô đó mới buồn, tại vì thầy Thông Lai không coi trọng cái sư cô đó. Bởi vì cái sư cô đó nghĩ là mình có tiền thì khi cúng thì có tới trễ một tí xíu thầy Thông Lai cũng phải chờ. Nhưng mà cổ tới thầy Thông Lai mặc kệ. Thầy làm chuyện của thầy. Ai cúng là chuyện của anh người đó, tâm của người đó. Nên sư cô đó buồn. Và sư cô đó không muốn ở chùa đó nữa. Cũng giống như cô vậy, cô nói cô lập chùa, cô bỏ chùa đi. Thì cái chuyện mà lập chùa, bỏ chùa đi là cái chuyện bình thường. Tại vì mình thấy mình không có giống như người ta muốn, hoặc là mình không muốn. Mình muốn mà người ta không làm giống mình. Mình buồn, mình bỏ đi. Thì cái sư cô nó cũng đi như cô vậy. Thì cái chùa đó tồn tại lại còn 4 vị. Nhưng mà 4 vị đó khi mình mua chùa là 5 người lận. Nhưng mà giờ còn 4 người thì mình phải làm lại giấy tờ. Thì sư cô đó mới nói là bây giờ cô bỏ tiền vô nhiều quá, cô muốn lấy cái chùa đó. Nhưng mà thầy thì không chịu. Thì cuối cùng tụi con phải ra tòa để mà trả lại tiền cho cái sư cô đó và lấy cái chùa đó cho thầy. Nhưng mà sư cô đó cũng không bằng lòng, bởi vì cô muốn cái chùa đó. Nên cô đã xuống Cali, cô đem bao nhiêu sư cô lên để mà lấy cái chùa đó. Nhưng mà lấy không được, bởi vì thầy cũng muốn cái chùa đó. Và tụi con là phụng sự cho thầy, tụi con phải lấy cho thầy.
Cho nên sư cô đã ra đi và có lập cho mình tự một cái nhà cho mình, người con gái mua cho cổ, và cổ tự lập cái gọi là cái thất để cổ tự tu. Dạ. Thì khi tụi con lấy được cái chùa đó cho thầy rồi đó, thì tụi con mới thấy là thầy thật là sân si. Qua cái vụ án đó, mình thấy là nếu mình là một vị thầy mà vị sư cô đó yếu đuối như vậy, con là con cho. Con khuyên thầy con luôn á, cho đi thầy. Con cho nhà con cho thầy luôn. Thầy lấy nhà con thầy làm chùa. Nhưng mà thầy không chịu. Thầy nói là cái gì nó đúng thôi. Lúc đầu mua cho thầy là của thầy. Cho nên là con nói sự tranh giành trong chùa nó không có phải là một cái đâu sư cô. Nó nhiều lắm. Biết lắm, con biết nhiều lắm. Dạ. Ủa sao hôm qua nhiều tên không làm làng tầm quyên nữa, người ta cũng hộ quá trời luôn ta. Cái đó. Chuyện nhớ vợ sinh nha cũng số người cũng còn ẩm hộ ẩm nữa. Làng ai vậy? Quá trời luôn. Chúng sanh nào vô minh cực kỳ. Sư cô khác hơn cô đó. Dạ, đại sư cô đó là cổ có gia đình. Làng ai vậy? Và cổ đi tu thì dĩ nhiên cái thời gian tu của cổ đó nó không có được nhiều, cho nên không có được các thầy tôn trọng. Cho nên lời ăn tiếng nói của cổ không có được mạnh. Và tụi con là Phật tử, tụi con dĩ nhiên thờ tôn ông thầy hơn là sư cô. Con xin lỗi nha, không phải là con phân biệt về giới tính, nhưng mà ở trong cái vấn đề khi mình thành lập cho một ông vị thầy rồi đó, sư cô cúng dường là cái chuyện của sư cô giống Phật tử thôi. Rồi sau đó sư cô muốn lấy nó cũng không có được. Đó là cái chuyện của sư cô nói. Ý cô nói không phải nó giống nhau hoàn toàn, nhưng mà trong cái chùa đó nó có cái sự tranh đua như vậy. Dạ. Và con có một ông thầy bạn, ổng tu từ lúc 3 tuổi và con chơi với ổng đến giờ là 35 năm. Con biết ổng 35 năm trong chùa. Ổng đi qua Mỹ, ổng làm có tiền, ổng về ổng xây một cái chùa ở ngoài Vũng Tàu rất lớn. Nhưng mà khi ổng xây xong á, ổng cũng bị đuổi ra khỏi chùa luôn. Tại vì cái hội giáo Phật giáo Việt Nam đó, họ có cái hội. Nếu sư cô là ở nước ngoài về đó, sư cô không phải là hội đó, sư cô cũng không đứng làm chủ trì được đó. Thế con nói là nó bình thường lắm, con thấy cái đó nhiều lắm. Sư cô đừng có buồn. Cứ ngồi nói chuyện tiếp đi. Dạ. Cô không có buồn. Cha hiện về là cũng cái khuôn mặt này y chang vậy. Cho nên mấy ông thầy tạng mà có thành không á, giỏi là Rinpoche giỏi á. Cái mấy ông nhìn tượng, nhìn hình. Cái lúc mà ngồi gần sư phụ á, cái cha về nói chuyện để sư phụ giới thiệu á, ông quảng hồn. Ông nói cha mày thiệt á, giống vậy luôn. 100% luôn á, mẹ cũng vậy. Mẹ ở trong cái vô vi á, cũng như khoảng 20 mấy tuổi. Đố mấy con sư phụ trong cái vô vi như thế nào?
là nói chung là cho hộ khẩu chẳng phải đông đó là nói chung ba tuổi một tuổi ba tuổi trẻ hả năm tuổi bao nhiêu cái information hồ nói trên mạng nó cứ gấp lại thử đấy là mấy con ngồi thiền có cái lực đi rồi gần sư phụ thì tứ tinh sư phụ bước ra tự nhiên con thấy bởi vì mấy ông thầy Việt Nam là qua nó phụ đâu biết ông có thành thông hay không cái hữu trụ mấy ổng vô cái phòng của mấy ông rồng vô ngồi gần sư phụ mà ông nào mà thấy được sư phụ á ổng nó giật mình phải không còn cái ông nào mà cứ nhìn mà thấy tiền túi sư phụ là ông đó là xong tôi chưa tới còn nào mà nói trúng kìa là mới là giỏi cô đẹp trai lắm ơ con khỏe không con hôm qua làm sao vậy hôm qua tối chiều hôm qua nhưng mà hơi bị tối á thì mời chơi ngắn đây nè đông quá ngày mai còn nữa ngày mai mình cũng được tầm lắm gì nè ủa cái lò đó dành lại nha có sư phụ có bốn chị nào đem mua quay một vòng cho thấy hết bà con. Hello. Cái này để ngoài ai hỏi gì? Sư phụ hôm bữa mấy clip trước đó, con có nghe là sư phụ nói bây giờ cái họ ôn hòa lại rồi á. Vậy thì con hỏi là thiên tai nó còn nữa không? Và biến thiên biến địa trong tương lai nó còn xảy ra nữa không sư phụ? Hiện giờ tạm thời khí hậu cái gì nó là ôn hòa mưa thượng gió hòa, còn cái chuyện biến thiên biến địa mà cái chuyện mà Ring of Fire là dòng đai lửa đó, cái chuyện đó là chuyện lớn. Cái chuyện đó là bề trên sẽ đưa một cái dân tộc nào lên làm cường quốc và một cái dân tộc nào đang mạnh trở thành yếu và những cái nước nào nghiệp nặng nghiệp ít giống như Siro Vancouver ở trong gần xa không không nghiệp nặng quá không San Francisco với cái vùng thổ tả này nó ghét cái núi mình cực kỳ đúng không rồi với cái đám thổ tả hai thách tới đây nè nó gọi là cái gì đó nó cũng có cái nghiệp á thì cái đó chuyện đó sau này nữa còn chuyện trước mắt á là mấy gì đó là mưa thuận gió hòa có nghĩa là trong mấy năm gần đây đó con thấy tuyết ở cái miền Bắc nước Mỹ là thấy là không có đúng rồi bão tuyết biết nhiêu người chết rồi lũ lụt Cali mình nè cũng là không đúng hạn hán ở Việt Nam cũng không đúng rồi bên Trung Quốc con thấy mấy cái hồ á là khô cạn là không đúng những cái đó bắt đầu qua cái năm nay mới á, sẽ hết nhưng mà còn cái chuyện kia là một cái bộ phận khác chứ không có biết được ngày và giờ rồi tự vì cái đó mấy vị nói là để cho nước Mỹ làm cường quốc một thời gian
khi mà nước Việt nó vững rồi đó thì mới có thể sẽ có những chuyện đó. Tại vì trong Thấm Cơ nói sau này nước Việt lập hội Long Hoa rồi thì những nước khác sẽ từ từ sẽ phục. Bây giờ họ mạnh hơn mình sẽ họ phục, thì con phải ngồi chi ra rồi tính lại. Thì nước Việt lúc đó đó tại sao nhỏ thì thành ra cường quốc, là vì sau này mình ở gần biển nó có thể dàn ra tới Philippines luôn. Tại vì nước biển nó sẽ dồn ngập hết cái châu Mỹ này, hay ngập luôn Âu Châu nữa, thì đâu còn mấy thằng Pháp mấy thằng Anh nữa, thì nước Việt mình nó bự hơn. Thì trong Thấm Cơ nói như vậy, là có cái bài mấy vị nói là hình rồng sẽ hóa thành hình rùa đó, con rùa nó mập hơn đúng không? Rồi gà lôi là nước Tàu đó, là mất đầu mất đít á. Lấy lá chọn nữa. Kêu vô đây ngồi đi. Rồi, nếu nào có câu hỏi gì cứ hỏi. Dạ sư phụ. Cắt thầy cái đó đi, cái này không có quốc. Dạ, con có câu hỏi là khi mình đang ở là sư phụ nói mình ở địa cầu 68 và sau này thời Thượng Nguồn Thánh Đức có mình để cái quả địa cầu mình có đưa lên quả địa cầu 67 không sư phụ? Đó sư phụ cũng không có chưa hỏi gì cái đó. Dạ. Mình đang ở 68 thì làm 68 làm sao làm 67 được? Tại vì con cũng không hiểu sao giống như mình có 7 trong kinh Thiên Tâm là nói là 72 địa cầu, 3000 thế giới 72 địa cầu mà tu di núi 4 bộ châu. Vậy 72 địa cầu đó nó là sao sư phụ? Thì ở ngoài kia là cũng có những cái hành tinh giống như mình mà họ hình thù khác hơn mình. Nó tới 3000 địa cầu thì tất cả đều là do cha cai quản hết. Cho nên thường nói là thụ đầu thai khắp tất cả các hành tinh là vậy. Không phải ở cái thế giới này không là 1800 kiếp đâu. Nó phải cộng những cái thế giới kia nữa. Con cảm ơn sư. Dạ, thưa sư phụ, con tên là Thi Nguyễn Dung. Cái câu hỏi của con nó cũng hơi personal nên là con không biết là con có thể hỏi được ở đây không ạ? Thôi thì con không ngại thì phơ luôn. Dạ, con nhớ cái ngày đầu tiên con lên Thiên Long Sơn á, thì con lên điện mẫu, con có phấn cho con của con là cháu nó bị ADHD để gặp được sư phụ, để sư phụ giúp cho cháu ngày càng tốt á, thì con có hứa với lại cha với mẹ là khi Phật Di Lạc xuất dịch, Phật Di Lạc đi giảng kinh á, thì con sẽ đi để phục vụ cơm nước cho Phật Di Lạc. Mà bây giờ con không có biết là con có được làm nhiệm vụ đó hay không. Nếu con không có được làm thì là con sẽ thất hứa với cha mẹ. Nên là con cũng xin sư phụ cho con một lời khuyên. Tức là sợ không được nấu cơm cho Phật Di Lạc ăn hả? Dạ không, con đi theo để biết vậy thôi hả? Nên con nên nhớ nha. Dạ. Cái này là 90% cho người trong cuộc, nhưng mà những cái bề trên nó chỉ cho thụ nói cái gì nói, cũng không có giải thích chi tiết. Rồi đến lúc mà làm cái sự thiếp mê kết á, thì thụ là giáo chủ number 2 của cái giáo Thiên Tâm,
thì ở trên cũng có nói là cái đạo này nằm ở trên trời đã có hàng nghìn năm của trời rồi, thì là rất là lâu rồi. Các tiên chúng và những thần trời kia cũng là đang đạo này, cho nên mình không phải chỉ có huynh đệ tỷ muội ngồi đây, mà ở trên trời mình cũng có, là cũng là đạo của cha của Phật Di Lạc. Mà ở thời nay á, cái chữ Di Lạc có nghĩa là làm cho dân an cư lạc nghiệp, chứ không phải là cái đó. Tại trong Sấm Cơ nói mà theo giờ tại sao lại number two, thì sư phụ không hiểu, hỏi mấy vị thì bây giờ mới giải thích là sao là number two. Thì bây giờ sư phụ mới hiểu, à sư phụ của sư phụ tức là Đức Quỳnh Phú Sổ là ngài là number one của Di Lạc, sư phụ là number two của thời Di Lạc, sư phụ là đón vậy thôi, thì chắc là đón trúng á. Cho nên con cứ nấu cơm cho Đức Thầy ăn đi. Còn muốn nấu number two thì giờ đưa gói xôi đây. Muốn cái nào? Dạ, tại con number one đã hơn. Con hứa là nếu mà Phật Di Lạc đi đi rao giảng á, là con sẽ người đi phục vụ lâu dài hết. Ok, thì cái tâm nên là con, dạ con sợ là con nếu con không làm được thì con thất hứa với cha mẹ, tại vì con đã hứa ở trên điện mẫu. Nên là con xin sư phụ cho con biết là bây giờ con nên là như thế nào ạ? Con lo cái thằng này là không xong nữa, là Phật Di Lạc. Dạ. Cái thằng cái bên kìa, nó dạ. Xưa nó ghê gớm, bữa nay thụ giờ đầu nó hoài, nó đỡ rồi, 3-4 năm nào. Bây giờ cháu tốt lắm rồi ạ. Đấy, xưa nó trụ hay gì lắm. Lo nó đi. Dạ. Nó là Phật Di Lạc của con này. Con cảm ơn sư phụ. Con mà an lạc là nó là Phật Di Lạc của con. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Ngán lên thì nó thằng ngồi cái bên đó. You are number three. Chứ cái lòng mình khấn, ai thiếu gì cái lòng như cho con này cũng khấn, ai cũng khấn á. Khi mình phát tâm rồi mình quá quải cái thế gian đau khổ này thì mình có thể phát tâm mình khấn đủ kiểu, nhưng mà mấy vị chính được cái lòng mình lúc đó là được rồi. Còn cái chuyện mà những cái người mà thực hành á là những người phải có mang cái sứ mệnh, nó không phải xuống xác phàm rồi khổ rồi mới khấn, phải khấn từ lúc ở trên kia kìa, nguyên lực từ trên trời kìa, chứ không phải mình xuống đây rồi mình thấy cuộc đời như vậy rồi mình khánh thì cũng là tốt, chứ không phải là gì, không cũng nên khánh. Nhưng mà lúc mà mình ở đời với nhau á, cha mẹ hay anh em hay vợ chồng, lúc mà đang yêu nóng bỏng đừng có thời tầm bậy, anh sẽ em suốt đời hay là em sẽ chung thủy với anh suốt đời, đời này sang đời nọ đừng khánh kiểu đó. Đến lúc mà cà canh không lành, cơm không ngon á là thôi, muốn lấy là thời đâu có lấy được. Nên có những câu chuyện đó, là có những cái cây á, rễ nó quấn với nhau là do những lời thời á, thì cái người kia không có đủ phước thành cây thì cái người kia thời cũng thành cây luôn. Cái người kia không đủ phước thành chó thì cái người kia, người nữ cũng đầu ai thành chó. Nói chung thủy phải không? Nếu con muốn gì cứ thời cho đã đi. Thế là không có nên thề, tới đâu hay tới đó. Mình biết mình giữ giới là được rồi. Rồi có cái này cũng đỡ. Chuyện gì mà nghiêm trọng mà nặng dữ vậy? Có CD nó quay cái con drone nó chụp hình mình ở đây. Sao không biết là CD? Bởi vì nãy kêu á, xe cứ lên đây đi. Rồi người của mình chạy chiếc xuống dưới đóng lại đi. À, nó chụp thì cài nó đi. Bởi vì quỷ là vậy, nó không bao giờ nó ưa Phật hết trơn, phải cậy nó. Đúng rồi, sáng á sư phụ tính kéo tất cả về công ty của sư phụ, nó cũng rộng lắm, mình ngồi được thì mình chừa ngày mai đúng không, ngày mai á quan trọng. Rồi bữa nay nó quay thì cháu quay đã, thì ngày mai mình cũng vẫn bình thường vậy. Hả?
mình nói bữa nay hội thiên mà sao có nhiều người ở đây không phải hội thiên rồi tùm lum lên đây ta sao ngộ vậy hả? Sao ta biết hả? Ai mở cửa vô? Có mấy người ở San Jose nó phải không? Hả? Ở đây ai, ai có đồ nghề á, bỏ vô cái tường đây nè, thay ngay chỗ này được. Mai là bữa trên online mình nó thông báo rồi đó, thông báo không biết làm sao đông kiểu nào. Thì mình có thể giúp gì được sư phụ cũng lâu rồi, cũng 10 năm rồi. Cũng giống như câu chuyện ngày qua thuộc kể tự sát á, như đó nó không có con á thì nó bị depression á, súng nó bắn rồi cái khi đó mình quỷ cái xác mình là mình bị đọa, mình bị phạt. Thì hôm qua Mỹ Hạnh cho Mỹ Hạnh rồi, thì cháu của Mỹ Hạnh là gần thủ á, thường mới kêu cái hồn nó về để nói chuyện, nó không có chịu đi, tại nó mất đi cái tánh khôn rồi, nó chỉ còn một cái bóng thôi, mà nó cứ lẩn quẩn trong cái chỗ nó tự sát á. Cái dù mới nhờ mấy ông rồng của mình tới kéo nó đi, nó cũng không có đi nữa. Tại vì khi mình còn cái tánh khôn mình chết bình thường á thì mình biết, mình vẫn nhận xét, mình biết hết, nhưng mà khi nó tự nó quỷ cái thân á là nó mất hết. Cho nên mình mất cái xác này là chuyện tí tẻo à, mình đổi xác khác. Nếu mình mất cái đó đó là mình mất 1000 kiếp tái sanh, những cái gì mình học, những tiền kiếp mình đều mất hết. Cho nên tự sát là một điều không bao giờ nên tự sát là chỗ đó. Thì muốn cho giải cái này á, chỉ có những người có lực lớn á, rồi sinh rồi khấn rồi giải đó, mày chết rồi, mày chết rồi thì nó mới biết là nó chết. Chứ nếu mà mình không nói cho nó biết nó chết á thì nó cứ dính vào cái khoảng thời gian đó thôi. Cũng giống như con có những người bình thường như mình đang lái xe bị một cái tai nạn, cái rầm đụng xe, thì mình bị ám ảnh của cái cuộc đụng xe đó hoài hoài trong đầu. Thì người tự sát nó giống như vậy mà hơn như thế gấp trăm lần luôn, nó quên nó lại luôn trừ khi có người nhắc nó. Thì cái thằng hồn nó đi giống như vậy, cái memory giống như bị error một cái computer, cái dĩa nhạc kia nó bị hư, cái đó nó hát tới hát lưu vòng vòng. Thì cái người tự sát cũng giống như cái đĩa nhạc bị hư vậy đó, cái băng bị hư vậy đó, băng nhựa hồi xưa thì y chang vậy. Nó quan trọng lắm. Làm gì làm lúc mà rời khỏi xác phàm á, mình coi nó nhẹ nhàng và mình đừng có giận. Mình giận là mình đi địa ngục ngay lúc đó. Mình tiếc của tiếc tiền là mình tái sanh lại liền, tái sanh lại con cháu trong dòng họ nhà mình nếu mình không có bị tội. Còn nếu mình bị tội á là mình bị đọa địa ngục.
Bây giờ mình ngồi đây nè, mình con có cha mẹ ở đó. Còn cái đám quỷ ở dưới á, thì nó đi kiếm chuyện với mình, nó không có múc mình lên đây để lại cha lại mẹ để nhìn cha nhìn mẹ. Thì con nghĩ nó nói là những người như thế nào. Ở trên trời cũng vậy thôi à, quỷ nó cũng vậy, nó cứ đem con cháu thiên ma nó Atola tới thiên đình nó kiếm chuyện, nó quýnh hoài, nó chiến đấu trên đó hoài. Xuống thế gian này nó cũng chiến đấu với mình như thế. Tại sao bao nhiêu người mua đất cái vùng này nó không kiếm chuyện, mà kiếm chuyện chỗ mình hoài vậy? Tốn tiền 3-4 triệu bạc rồi đó, luật sư giấy tờ mình lên đây thôi mà cũng làm vậy nữa. Giờ vô ổ huyết cũng lì nó luôn, cũng biết muốn nó muốn gì nữa. Mục đích của nó cuối cùng nó chỉ muốn mình giống như chán nản rồi bán. Đến độ đó cái thủ mới nghĩ lại, mày chắc tìm lộn người vậy đó. Gặp những người đầu tư bình thường, nó cứ nghĩ cho phụ là một nhà đại gia đầu tư bình thường. Tao cứ làm cho mày tốn tiền nhức đầu hoài, không có tự do thoải mái, mày phải bán. Tao không muốn một thằng ở châu, nó nghĩ cho phụ là người Tàu quá không. Mua cái mảnh đất quý của tao ngay cái vùng Miêu Phi Đá này. Tại vì mình mà lên núi này mình có phong cảnh này á, thường thường dân ở đây phải lái xe 4-5 tiếng, còn mình có 15 phút tới rồi đúng không. Đó bụng là chạy xuống ăn chạy lên lại. Rất là quý cục đất này, không bao giờ tìm trong dãy đất Cali. À, thì nó cứ nghĩ là thế nào thì cũng bán. Mấy con nghĩ thằng này nó tìm lộn người á. Cho nên kiếm chuyện mình 5-7 năm nay là vậy. Thế gặp mấy người thường nó thôi mày bán đi, mày kiếm cục khác mày mua, mày làm dễ hơn này nọ. Không. Chiến đấu cuối cùng. Nên đây mình ngồi có một chút mà không để trơm lên quay phim. Tự cười cười hoài có gì hỏi không? Có gì hỏi không? Tử này này cười hoài. Dạ thưa sư phụ, con xin hỏi là những cái người mà gọi ở trên cõi thiên á, xuống thế gian này á, thường thường là họ có một cái sứ mạng, hai á là bị đọa. Vậy thì những người mà bị đọa đó phải làm cái gì để mà thôi khóc cho đã đi rồi nói chẳng sao. Khóc đi, khóc đi. Này một người chè với ổng lỡ ăn. Những cái người bị đọa đó phải làm cái gì để mà được đối công chuộc tội? Đã bị đọa rồi á hả? Tức là sao biết người ta bị đọa? Biết chứ mẹ. Tiếng chú người mà không có sứ mệnh ở đây á, những cái người mà xuống đây có sứ mệnh á là đương nhiên là được về rồi, còn những người bị đọa là xuống đây là coi như là bất tài vô cứ, không có làm gì hết trơn á, rồi sau này làm sao mà đói công cuộc chuộc tội để mà về lại. Cái dễ nhất mua cái dấu hiệu này không tới cái dấu hiệu bình thường nha, có thể 50 sen đeo vô cổ, chuyện dễ nhất. Trừ khi mình mù chữ hay mình không biết đọc chữ thì cũng dễ nhất là bấm cái YouTube nghe kinh. Còn chuyện dễ nhất biết đọc chữ thì mỗi sáng đọc cuốn kinh Thiên Tâm đó, là về trời thôi. Dễ à, dễ như đi chợ vậy. Dạ. Còn cái câu thứ không hai là không? Dạ, câu thứ hai con muốn hỏi sư phụ là từ hồi nào giờ đó là sư phụ dạy đó là có là cha mẹ có 24 người con, thì tất cả những cái vị mà linh căn đó mà tu đắc đạo đó được về trời đó, thì những cái vị đó có cha mẹ hay là không, như là thí dụ như là Tề Thiên Đại Thánh, ổng đâu phải là con của ông trời, thì đúng rồi, nhưng mà ổng không có con, không có cha mẹ gì hết. Như là ở dưới thủy cung thì công chúa cũng có gia đình, thì những cái người mà tu được lên trên cõi trời đó, họ có gia đình hay không?
Nhìn cha mẹ đi, là như thế nào? Là cha mẹ của mình. Dạ. Thì rất là tượng trưng. Dạ. Rồi cái gì hay, nó lung tung quá, hỏi câu nào ra câu đó nha, để mình phân tích ra. Cái gì 24 người con là sao, con trời là sao? Thí dụ như là mỗi một cái ở trên thiên đình có một cái đại gia đình là cha mẹ có 24 người con ở thủy cung. Ok, thiên đình, tính thiên đình trước đi. Thủy yeah. cung là một cái thế giới khác, là thiên đình sao? 24 người có con. 24 người con. À. Như vậy là những cái linh căn mà tu đắc đạo. Linh căn là những 24 người con đó, đó hả? Con nói lộn. Những cái vị á, thí dụ như một cái cục đá hay là một cái hoa hay là một cái con rùa, một con rồng nhá, tu đắc đạo được lên trên trời, thì thí dụ như cái con rùa đó có được có cha mẹ hay không, có gia đình hay không, hay là nó chỉ là một mình nó. Cái chuyện nó là như vậy. Ngày xưa hàng tỷ tỷ năm trong vũ trụ chưa có bất cứ một cái hành tinh nào có loài người hết. Cha là người đầu tiên, là một khí dương, là một cái thạch thiên khổng lồ trong không gian. Mà cái thạch thiên đó hình dấu là cái này nè, chữ thập về trái tim, cứ bay lơ lửng trong bầu trời, cứ bay hàng tỷ năm như du ngoạn một mình vậy. Tại vì cha là một cái luồng khí dương một mình mà, không ai sanh cha ra. Rồi cái cha cảm thấy cô đơn buồn quá, cái cha mới quá ra mẹ, để cho có đôi có bạn, quá không? Khi quá ra mẹ rồi cũng hai cặp ngao du sơn thủy như là phạm lãi tai thi vậy. Hàng tỷ tỷ năm trong không gian, trong bầu trời cứ bay đi ngắm sao rồi vậy đó. Rồi đến khi cha mẹ cũng buồn quá, cái bầu nó ngồi mới dùng thần thông mới biến ra. Đầu tiên là 12 người con trai, trong đó có thụ là một người. Rồi sau đó cái hai không cũng thấy ai, rồi cứ biến ra giống mẹ. 12 người con gái là 24 người. Đầu tiên nha, trước khi có những cái tầng trời thấp 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 hơn, trước khi có tất cả các vị Phật luôn. Rồi cha bắt đầu mới đi học Phật, học một cái cách công thức, một cái tổ chức. Giống như người trái đất của mình, những cái người rừng thời xưa họ không có tổ chức. Sau đó họ tổ chức làng, xã, rồi cách sống, rồi cái người đàn ông đi làm có lương thực để nuôi gia đình. Thì cũng giống như Lạc Long Quân Âu Cơ bắt đầu học tổ chức. Thì 24 người con đó, mình nói cái thời gần nhất để mình hiểu là vua Hiên Nhiên á với nữ hoa nương nương á, ngày xưa cô là hai anh em, nhưng mà sau xuống thế gian lại lấy nhau là lộn luôn, đâu có được. Thì hai người mới khấn thì cái dòng khói nó quay á, thì ở trên cho, thì lúc đó mới tạo ra nhân loại tiếp tục, hiểu không? À, rồi sau đó những người đó tạo ra những nhân loại, rồi những nhân loại đó tạo xuống. Người lúc đó cha với mẹ mới cho 96 nhà ước linh căn là người đầu thai làm cái này kia, tức là lúc đó lại là sắp rồi, nó không phải là original nữa. Original thật sự là 12 đó, 24 người đó. Và những cái sập thia đó mới xuống, sập thia xuống. Thì những cái sập thia đó là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu trở lên. Rồi cha mới tạo 36 tầng trời. Rồi cha mới phân giai cấp ra, ở này là tầng cao, học khó Phật, tầng trung bình làm Bồ Tát, tầng thấp hơn nữa si thì thánh, rồi điểm đi thì thiên văn, rồi tới xuống nữa là những cái tầng dục giới, là còn yêu đương sân si trong cõi luân hồi của mình. Thì tất cả thường nói là tất cả chúng ta là con của cha hết, đúng không? Tại vì cha cho cái trí khôn từ 24 người, cũng cha cho trí khôn của 96 dạng ước linh căn, đầu thai đủ kiểu hết. Nhưng mà các bộ đất xanh 24 người kia là do đích thân cha dùng cái nội lực để tạo ra. Thì những người đó là đặc biệt để giúp cha đi những cái hành tinh khác, để mà dạy dỗ nhân loại, để mà tạo ra những nhân loại cho đông lên. Rồi từ những cái nhân loại đó mới tạo ra. Nên mà mỗi một người mà khi mang thai là cha là người cho cái chân linh khôn, thì chúng ta cũng là có nguồn gốc. Nhưng mà cái nguồn gốc 24 người kia là loại khác, sanh ra là đã có bi trí dũng. Rồi những cái người xuống thế gian á, họ làm sai. Thêm sai trong đó, trong 24 người có một người là cha cho đóng vai xấu,
để mà huấn luyện những người tốt, người bên ác bên thiện, những như thiên ma cũng là cuối cùng cũng là con của thượng đế nha. Giống ai cũng giống ai, cũng giống giờ ở đâu tới hoài đông quá, chi mấy thằng khao thì nó dưới nó nóng máu là phải hả? Cái gì? Vừa mới thì nghe drum, bữa nay trục thăng. Cái gì? Mình làm nhiều quan trọng đến độ mà tốn xăng để 30 thăng. Drum là dữ lắm rồi, nó bay chụp hình để mà nó thưa kiện mình chút. Tự nhiên thêm trục thăng nữa. Sư phụ, cho con xin hỏi thêm một câu nữa. Cho hai câu là nữa, con hỏi con này trước. Sư phụ hay nói là kính thiên, kính thiên, nhưng mà con xin sư phụ giải thích rõ ràng hơn, kính thiên là kính gì, có phải là cái kính âm dương không ạ? Cái này dễ ợt. Tức là hồi xưa trên trời á, là cha mẹ lúc nào cũng theo dõi Kiệt phải không? Thì lúc đó Kiệt đang đi trên biển, thì mẹ trên trời mà văn chương thì cũng như mình thôi, phải dùng cái văn chương nào mà nó cao siêu mà mình dễ hiểu nữa. Thì kính hiển vi á, cái dây trên mới nhìn thấy lại dưới, mình hay nhìn lên trời bằng kính hiển vi, thì trên mẹ cũng ở nhìn xuống, thì thôi đặt kính hiển vi. Kính thiên là kính hiển vi từ trên trời nhìn xuống, kính thiên đã chiếu xuống trần là cái kính hiển vi á, là tức là giống như chiếu cố xuống thế gian vậy đó. Nó ra bài kính thiên số 1 là vậy. Như vậy là cái kính thiên này chỉ có mẹ là mới được chiếu xuống. Đó là cái tên của cái bài thơ mà. Dạ. Ừ. Dạ. Không phải là cái kính thiệt đâu. Dạ. Tên của bài thơ. Dạ. Con xin phép hỏi thêm một câu nữa. Ok, giờ để tóm lại là không có rọi địa ngục là phải đọc kinh đúng không? Dạ. Rồi giữ giới đúng không? Dạ. Rồi 24 người con của cha đúng không? Là rồi phải không? Rồi kính rồi. Thủy cung là gì vậy? Hồi nãy có nói gì thủy cung đó? Tại vì ở thủy cung á, thủy cung cũng có một cái đại gia đình ở thủy cung. Thì vua thủy cung, vua thủy tề cũng có những người con, cũng có một những cái đại gia đình. Ok, họ ở đâu ra hả? Thật sự họ cũng là ở cõi trời, nhưng mà khi cha mẹ thành lập cái trái đất này á, thì là có không gian, có đất này để cho con người nửa khổ nửa sướng. Có thủy cung không có thân người, cũng là tiên, tại vì không có thân người đâu bị ngợp. Nhưng mà ở dưới người ta có một cái thế giới, một cái cách sống khác, để mà có nước, để mà support cái loài người mình. Còn trên không mình khánh, thì trên không gian thì có cha mẹ chiếu xuống. Cho nên mình xuống biển, biển là 3/4 của trái đất này, đất liền 25%. Cho nên phải có cái thủy cung để mà cho mình có cá, đúng không? Rồi cho mình có sự sống ở dưới nước, thì cũng phải có người cai quản nước. Chứ đâu có để bỏ quan rồi mình muốn làm gì dưới nước mình làm, thì mới có thủy cung. Chứ thật sự họ cũng là người cõi trời chư thiên. Sư phụ cho con hỏi thêm một câu này nữa nha. Câu này đó con canh cánh ở trong lòng rất là nhiều năm. Con muốn xin hỏi. Đang ngoài chơi mà kia mấy đứa đứng ra ngoài. Cái đứa canh chứ canh sao kia mấy đứa vô trong nhà nè, nó chỉ chụp hình, nó đừng chó chụp hình là được rồi. Dạ, thưa sư phụ, ở Việt Nam mình á, có cái đạo kêu là đạo mẫu. Và cái đạo mẫu này nó xuất phát từ trong cái thế giới mà cung đình từ lâu năm rồi. Và cái đạo mẫu này á, ở ngoài Huế đó, người ta gọi là đạo Thiên Tiên Thánh Giáo. Cái đạo Thiên Tiên Thánh Giáo này đó là người ta chuyên môn, người ta thờ thánh. Lên đồng để thờ thánh, chứ không phải là lên đồng để mà thờ những cái cốt. Mẫu liễu hạnh đồ ở ngoài đó luôn. Nặng nặng đấy cổ.
Vậy thì cái câu hỏi của con là Thiên Tiên Thánh Giáo là vừa thờ trời, thờ Phật, thờ tiên và thờ thánh, như là thánh Trần Hưng Đạo. Như vậy thì trong vô vi đó, Thiên Tiên Thánh Giáo có từng hiện hữu hay không? Và có liên quan gì đến đạo Thiên Tâm này hay không? Sợ thì cũng chẳng biết Thiên Tiên Thánh Giáo là ai. Thì chỉ biết mấy ông Phật với mấy ông Thần, mấy ông Thánh tiếp xúc với cái chuyện thôi. Thì chỉ biết cha mẹ thôi. Nhưng mà mỗi một vị Thần họ cũng có thể lập đạo riêng của họ. Mỗi một một vị Thánh người ta cũng có thể lập một cái môn phái của họ. Nhỏ như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là những gì họ làm á, có chánh đạo không? Có tốt hay không thôi. Chứ còn mà cái muôn trùng hết này miếu kia, đó là thường đó mà. Con cảm ơn sư phụ. Đây đang lên trên điện hát kỳ. Bài gì? Bài của rồi ok, bài thường thường được. Bài gì ok, đọc đó đi. Nhạc ca và Hồng Tàn giữa mùa xuân đi. Dạ, tụi con thay đổi không khí à. Tại vì tụi con hát cũng không hay lắm. Nhưng mà tặng này cho sư phụ. Dạ. 1, 2, 3. À, cái cây nè ca, đó ca tí. bị điên, làm gì điên mà làm nhạc lẹ kiểu này, tại cứ nghĩ mình giống cái Phật tử ở dưới ra, mấy con rút chùa đi mấy con sẽ hiểu, mình có chánh kiến, mình đời đạo song toàn, nhân tài không á, nhân tài hết. Đây mấy con tự nói chuyện với hội đi. Như thế nào á? Mẹ hồi nãy có tới, mẹ đi. Nhưng mà hiện giờ nè, mấy chư thiên đứng đây đông lắm. Mấy chư thiên cũng ngồi nghe phụ nói chuyện á. Mấy chư thiên yêu cầu đừng có đứng gần tường, sẽ đụng các ngài á. Trong cái phòng này cái thiên đông lắm.
Làm cái gì mới nói sư phụ? Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị, các anh chị em thân mến, các chư thiên đang ở đây với chúng ta, và quý vị làm ơn đừng đứng gần sát tường nha quý vị. Tại chắc chư thiên đang đứng đó. Dạ, cảm ơn. Hello. Dạ, sư phụ nói là chư thiên đang ở quanh đây rất là đông, cho nên á mọi người đừng có đứng sát tường, cách tường ra, tại vì sẽ đụng quý vị á thì không có tốt á. Thật ra mình mua đừng có đứng gần tường lắm, tránh tường. Dạ cảm ơn ạ. Cái kia rồi ai phía sau ai muốn hỏi gì hỏi, sư phụ trả lời dễ hơn vụ nói chuyện, tức là hoạt động một máy, chạy gô đai một máy, còn mà lên trên đó lại chỉ một mình rồi chạy hai máy nó căng lắm, sáng giờ cả tuần nay mệt quá thế này. Dạ sư phụ, cho con hỏi là như thế nào thì được gọi là người có căn cơ sư phụ? Người có căn cơ là người thích hỏi. Con vậy đó. Nghĩa là con hiếu học, hiếu tu là con có căn cơ. Con ở xa mà ngày đầu tiên con nghe mấy clip thuộc con về là con có căn cơ. Cũng giống như hồi xưa lúc mà mua cái núi này á, mẹ nói cha mấy vị nói á, là con mua để sau này con quy tụ lại những người có căn cơ về để mà giúp con, để mà lập hội Long Hoa. Thì con mà cũng có căn cơ, còn hỏi nữa. Không có căn cơ sao ngồi đậy con? Không căn cơ con ở bên kia, con cần gì phải đi chờ chuyến bay rồi nắng mưa nóng lạnh cực khổ tới đây. Nhưng mà trong cuộc đời của mình á, con nên nhớ mình đi cái này nó có đầy ý nghĩa. Sau này á, ở phương trời nào, tất cả các đứa con họ Thiên hôm nay mà có duyên ngồi đây á, đều được các chư thiên điểm hết. Cái gì đứng trong tường xung quanh đầy á, rất là đông á, chỗ mấy con số nhiều luôn. Rồi mình biết được cái đường hướng của mình, tương lai của mình biết được xung quanh mình toàn là người tốt, thiện trí thức. Thì trên online thì có dạy là mỗi sáng mình thức dậy khi mình đọc kinh, hay là mình bận, mình không đọc kinh cũng được, mình khám cha khám mẹ rồi lấy cái nước mình búng búng vô mặt á, thì mình lại cha lại mẹ xong, rồi mình khấn thêm mấy câu thòng nữa. Cho con hôm nay ra đường, người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Đừng theo tà ma, đừng theo tà ma dẫn đường mình đi sai. Đại khái là mình khấn câu đầu cho nó gọn nha, bỏ chữ tà ma hay gì đi. Tự động là người tốt tới gần, người xấu tránh xa là đủ rồi. Hãy người xấu là tà không đúng không? Mình chỉ nói vậy thôi, gán thuộc lòng cái đó. Là mỗi một ngày là mấy con đạt được trong cuộc đời á, mà rất là nhiều cái phiền phức, và có thể không đưa mình đi vào cái đường ma đạo cũng nhờ cái câu thánh đó. Nghĩa là con gặp người tốt, nhiều lúc gặp người quý nhân, người ta giúp con giàu, dạy con biết bao nhiêu chuyện tốt. Gặp người xấu, ví dụ con cái là xong, về là có thể lý dĩ với chồng cũng chừng nữa. Có nhiều chuyện xảy ra đó, tại người xấu chuyện gì họ cũng làm được. Bữa nào tinh thần mình yếu, mình nghe lời là mình xong. Cho nên mỗi ngày mình đều có cạm bẫy á, thì mình phải gắn câu đó. Everyday chúng ta đều có thử thách khi bước ra đường nha. Hỏi tiếp đi. Sư phụ cho con hỏi là tử này dễ thương. Mình làm, mình giống như mình từ bi á sư phụ, mình làm như thế nào để từ bi đúng sư phụ? Giống như là con hay thắc mắc là nếu như mà mình thấy hai người đánh nhau đi,
người người A ăn hiếp người B đi, thì mình lại mình muốn giống như là mình cứu người B, nhưng mà mình đâu có biết được là cái nghiệp giữa hai người đó như thế nào đó. Nhưng mà người B bây giờ phải trả nghiệp cho người A, mà mình lại tới mình can ngăn như vậy, có phải là mình xen giữa cái nghiệp quả giữa hai người không sư phụ? Con làm theo cái tánh, cái chân tánh, cái tâm của mình. Cũng giống như con cầm một đồng con cho thằng hớm lệch là cái tâm từ bi con cho nó, mà con cứ nghĩ hớm lệch nó có cái nghiệp cái nó phải chết đói thì chết đói thì không đúng. Nhưng khi con cầm một đồng con cho thằng hớm lệch, nó là tiền này cho mẹ ăn lanh nè, nhưng mà con bảo đảm, thưa phụ bảo đảm mấy thằng đó nó không có đói bụng, nó chỉ thích bia thôi đúng không? Thì nhưng mà khi cái tâm con đã phục thách được cái tâm và phục thách được cái lời nguyện đó, nó sẽ nói yes đúng không, thì nó đã hứa. Còn cái chuyện nó làm sai chuyện của nó, còn hai thằng quýnh lộn con vô con can là cái tâm từ bi của con, nhưng mà nhiều khi cái nghiệp của con vô can lỡ hàng có dao nó lụi con trước đó. Còn con thấy nhiều người bị can bị lụi trước không? Nhiều lắm đúng không? Thì khi mà mình thấy hai người đánh lộn, mình không đủ sức, mà mình không đủ tài, thì tốt nhất mình la làng. Bà con ơi! Chứ giờ con không đủ sức, con gái hay là người đàn ông nữa, bảo đảm lúc đó nóng nhau nó đâu có biết ai là ai. Phải có mặt nó quýnh cho đã cái tay nó là nó quýnh hồi trước á. Cho nên cái chuyện đó là mình nên cẩn thận nha. Thì bộ có nói nên hay không nên. Thí dụ con thấy hai người phụ nữ quýnh nhau thì quả mai, nếu tóc đồ bạn mình kéo ra đủ á. Nếu còn hai thằng đàn ông nó quýnh con nhau vô là con xong. Con làm cục độn cho nó đập. Cái vụ vậy, nếu vậy cái người A đó người ta không có đòi được cái nợ, thì người ta có quay qua người ta sẽ giống như là người ta không có đòi được cái người nợ của người B là kiếp trước đã thiếu người ta, thì người lúc này người ta sẽ oán hận tiếp luôn cả mình. Còn thí dụ cái đó nó không có đúng. Thí dụ cái nghiệp nó là gì? Cái nghiệp á, tiền kiếp, thí dụ như cái người A họ giết cái thằng B, thì cái thằng B đó nó chưa được đầu thai, nó lại dòng hồn, nó sẽ bám vô cái người A để mà nó tạo ung thư này ung thư kia để cho thằng đó chết, thì là trả thù. Còn hai thằng quýnh lộn là do là hai thằng xỉnh hoặc là hai thằng không biết tu quýnh nhau, là do hai cái sân nó đuýnh với nhau. Chứ còn xả nghiệp nó không xả kiểu đó, con có hiểu chưa? Xả nghiệp là một cái hình thức là cái người A đó là giống như đang lái xe mà có cái thằng kia đụng cái rầm, cái thằng A nó vô tư nó lái đúng, nó không có lái chật đèn xanh, nó lái đèn xanh, mà cái thằng B á là cái thằng đụng cái lái vượt đèn đỏ là thằng xỉn rượu, mà cái thằng đèn xanh lại chết, còn cái thằng đèn đỏ vượt đèn đỏ không chết, thì cái là nghiệp riêng của cái thằng đèn xanh tự động nó chết. Còn cái thằng đèn đỏ đó nó đụng nó xỉn, nó lại mang một cái nghiệp, mà là nó mang dùm cho một cái nghiệp của cái thằng kia chồng lên cái nghiệp của nó, hiểu không? Cứ là giống như đến lúc cái thằng đèn xanh phải chết là phải chết, còn cái thằng đèn đỏ mà vượt đụng mà không chết thì là thằng đó nó không có ý, thì nó không có tội, nó không có tội về mặt vui, nhưng dĩ nhiên nó phải ở tù về mặt đời của mình, nhưng nó lại xả nghiệp cho thằng đèn xanh, hiểu chưa? Khi là hai thằng mà cố ý giết nhau kìa, trên chiến trường thì không ai cố ý hết, thì trên đó là không có nghiệp. Cho nên tại sao trong bà Nguyễn Thị Bích Hằng phải không, bà nói chuyện với ông Linh đó, có ông bên một bên đó thì Việt Nam Cộng Hòa, một bên đó thì Cộng sản, hai ông ơi bển hay sao bữa tao mày bển bắn nhau nữa, về tao mày làm bạn, đó là chuyện bình thường. Trong cái đoàn quân mà của Hồn Thiên Thông Núi nước mình á, của Đức Thánh Trần, của mấy vị ấy là cũng là những người nào lính cộng sản mà tốt là cũng là nhà Hồn Thiên Thông Núi nha. Những người nào mà không tốt là cũng là đọa địa ngục, tuy là bên Cộng Hòa chứ không phải Cộng Hòa là chánh không đâu con. Cộng Hòa nhiều lúc cũng thổ tả lắm á, nhất là ở đây đó. Cái đó là cái hình thức cờ vàng ba sọc đỏ, là hình thức.
bên tốt bên xấu là do cái tâm, do cái người đó. Tại sư phụ hỏi mới giờ nói chuyện với anh Sơn Thành, hỏi bữa nay đồng quá, ông nói vui, không sao. Nói con có gì mong mời ông. Ông nói nãy nãy đem hình vô mẹ có thấy ngót cái mẹ đi rồi. Nhưng mà hiện giờ chư Thiên đang từ đầu tới cuối, chư Thiên ở đây đầy với mình á. Mấy cái bức tường này mấy vị đang ấy vang đứng trong bức tường đồng đó. Nhất là bên đó mà như Thiên thì họ có muốn người phàm của mình hôi hám ô trượt dính cho họ, rồi họ thụ hỏi cái trôm người đó là người nói không sao. Cái hộ nói ngày mai đám đệ tử con họ Thiên này lên núi thì ngày dạy là mình đi theo từ tóp, đừng có đi theo kiểu như là một con rồng, phải không? Tại cái núi ngày mai nó trơn trượt thì người nào có sức đi, không có sức thì ngài nói á, nếu mà tin ở trên đó quá đó, cha mẹ đây cũng giống nhau, ổng nói vậy thôi nha, thì người nào lại đây không cần lại trên núi, nhất là lớn tuổi. Còn người nào muốn lên lại trên đó thì đi hai ba người thôi, đừng có đi theo kiểu ông rồng thì nó sẽ làm náo động người ta. Đó là không dạy gì. Người nào gọn gọn đi lẹ, còn người nào mà đi chậm cà phê cà phê, người nào trên 300 tháo thì lại đây cũng giống nhau. Bởi vì do mình tội lỗi nhiều với mình mê tín nhiều thôi, chứ đây cũng giống nhau. Ổng nói vậy mà, trên kia cũng giống nhau. Tại khi mình đã có mặt ở đây là cha đã chứng hết rồi. Có hiểu không? Khi mình đã bước vô đỉnh Thiên Long Sơn là xong rồi đó. Mà ngày mai là cũng lại, nhưng mà không có nhất thiết là cà lết lên trển. Nhưng bác này không có cái vé lên trển nào lại đây đi. Đệ tử này ở thiệt mà. Lại đây cũng giống nhau mà. Trời ơi, rỡ lên đó mà trời xuống cái chắc cả tiếng chắc mình cũng chết. Người ta mình nhìn lên thấy cái thùng phi mà lăn từ trên núi mình cũng chết. Tại phải chặt chân mặt lăn cũng bự. Đó, bự con kiểu này mà lên núi đâu được. Lại nói nó chân không sợ té. Đây cũng có cha nè, sám hối ăn được miễn là đúng cái ngày là ok. Ngày đó giống như cái ngày cha xó vậy đó. Tại làm việc trên trời cũng có ngày có giờ, cũng có agenda, cũng có lịch trình nha. Không phải muốn bữa nào cũng bữa. Ví dụ đang hội họp cho mấy cái trái đất kia, mấy hành tinh kia, tự nhiên cái mình sám hối thì mình interrupt cha sao bữa nào cha cho là bữa đó. Bữa nào interview là interview, bữa nào phát lương là ảnh lương, đúng không? Con ở nơi khác mà nếu là trường hợp không về kịp á, ở đây á, thì có thể nào lại cha được không anh sư phụ? Ở Thiên Long Cung của mà con ở bển á, là cũng giống nhau, giống như bữa con cúng mà ở bển. Con Tết ở bển mấy đứa mình đúng không? Nhưng mà sư phụ ngồi đây á, mấy vị nói có mặt ở đây lúc mà con khấn mà. Cha đâu cũng vậy thà. Ở trên trời á, hàng tỷ ánh sáng xa xẹt xuống, chỉ cần nhích cho anh chấm chấm nửa độ thôi là về San Jose hoặc là về Houston rồi, đâu có sai gì đâu. Thì mẹ bển cũng giống nhau, nhưng mà hai cái tượng đồng với bộ quần áo mà trên là nó cũng sắp sửa về bển.
cho nên bển cũng sẽ giống như đây thôi, chứ không phải là cái miếng chanh của con vẫn để đó, để sau lưng giống như ngoài viện Mi Thao vậy đó, mình có tượng đồng ở bên đó cũng bằng y chang, cũng giống kiểu này, cái khuôn là giống vậy mà cũng có cái hình cũng để như vậy. Phải có tượng á, nó cái điển nó vô nhiều, điển của cha mỗi ngày mình lấy cha bỏ điển rồi đó, thuộc order hai tượng đồng bỏ bển thì thánh ở bển cũng được. Hôm nay mình về thì tốt để mình giao duyên, mình gặp đông nữa. Ý hồ hỏi ông làng ở đây có ai chuột gì không? Tà gì không? Chứ mấy mắt của mấy sầu kêu của sư phụ đâu có nhìn thấu được. Cái gì nói là có mấy người tới mới vô để mà thám thính học hỏi, nhưng kể cho học hỏi. Ủa, mới sao lọt đây được ta? Sư phụ cho con hỏi là người bình thường, người Việt Nam mình á, thì rất là thích trồng trọt làm nông, thì bản thân con cũng rất là thích trồng cây, thì có cái tình huống là khi mà mình đi ra mình đào đất làm đồ đó thì mình vô tình mình giết hại cái sinh vật ở dưới lòng đất. Thì ví dụ con mỗi lần con làm, ví dụ khi mà con đào đất lên con thấy cái ổ kiến hoặc là có sinh vật gì đó, thì khi mà lỡ có sát hại thì con cũng Nam Mô Di Đà Phật, rồi con cũng đi vào, con để cho đàn kiến nó đi, rồi con mới quay ra con đào tiếp. Thì con cũng biết là mỗi ngày mình xuống trước khi xuống giường mình đọc câu chú, nhưng mà cái tình huống mà ví dụ mình đã lỡ sát sinh như vậy á, thì là mình làm sao để mà mình vừa muốn trồng trọt trồng cây để có hoa trái, ví dụ làm nông của nông dân mình chẳng hạn, thì làm sao làm cho đúng và làm sao để cho cái mình vẫn làm nông được nhưng mà mình không bị phạm tội sát sanh. Thì bởi vì thưa là người duy nhất dạy tất cả các con họ thiên khác hơn cả triệu cái chùa, cả mấy triệu ông thầy, mình phải đọc cái câu tuần chiêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, như ư túc hạ tán thì hình nguyện như tức thời sanh tình độ. Khi mình nói câu đó là không biết không có đòi, đúng không? Mày có tán kìa hình, mày có nát như tương, tao cũng không có ý là được rồi. Đó là nhà nông, tại vì con không có làm nghề khác được, đúng không? Thì mình không thấy nó, nhưng mà ngược lại mình mà thấy nó, mình cái tâm mà mình muốn giết nó để cho hả hê nó cắn mình đau á, mình đập nó gì đó là khác ha. Hai khác nhau. Cũng giống như một người Phật nói sáng ăn tối dục ra, nhưng mà mấy ông thầy á, thời nay á, Phật có trong nó có dạy để nó tự nhiên, miễn mình cái đầu của mình đừng dùng cái đó để mà mình si mê mình vui thì là mình không có tội. Thì những con vật cũng vậy, mình hồi hướng cho nó. Chứ tại sao sư phụ đi Phú Quốc hồi năm 2014-15 đọc chú giảng sanh có ba biến mà sáng lên nó nguyên một cái biển, mấy con hải sanh nó chết hết, mấy con những cái vùng trong vùng đó nó chết hết. Hồi đó sát sanh nó đậu, nó mừng á, nó giảng sanh. Rồi 500 con vịt cũng vậy, trong mấy 513 câu có kể là thiệt, vừa đọc xong đứng lên là nẻ nẻo đi liền, mừng quá. Thái tử cho tôi giảng sanh, thầy tôi bắt đầu thai làm 9-10 kiếp mấy con thú nữa tôi mới được làm người. Hãy con nào gặp sư phụ là đều giảng sanh hết. Giảng sanh có nghĩa là gì? Nó lên lớp, chứ không có nghĩa là đi thành Phật. Còn nếu như người cũ quyền của mình chết, mấy thầy đọc cầu siêu giảng sanh, tức là cầu qua khỏi địa ngục, chứ làm gì được về trời. Mấy ổng lo mấy ổng không xong thì làm sao mà mấy ổng làm cho người ta về trời được. Về trời nó cũng giống như một người có chức sắc ở cõi này, có một thị trưởng mới release một cái tù nhân ra được. Còn mấy ổng là đang ở tù thì mấy ổng làm sao mà giúp tù? Mấy ổng đang nghèo không có tiền, mấy ổng đi xin tiền bá tánh thì làm gì mấy ổng có công đức?
mà để đi cứu người chỉ là hình thức thôi, biết không? Thầy hồi nay vô chùa hay là community service đọc kinh rồi chỉ là hình thức thôi, không ông nào có lực gì trơn á. Sư phụ mới đưa người giảng sanh thiệt nè, sư phụ có kể rồi đó, trên mạng nhiều rồi đó. Phụ đưa hoài gì, núi này sư phụ đưa rất nhiều người, gặp sư phụ là nhờ mấy ông rồng cổng là đi thôi. Mọi người phải có cái công đức, có chức sắc. Đưa sư phụ đưa hết mấy gia đình sư phụ đi về trời. Trời nào? Trời này nè, Tứ Thiên Dương, có trường này học có lên trảnh học đấy. Hồ đưa ông anh hồ đi rồi ổng hứa là 50 năm sau ổng quay trở lại. Tại vì trảnh học khóa, rồi muốn xuống đây học cho lẹ đó là phải xuống đây. Xuống đây giống như học tóc ký vậy đó, là mình đang đây là tóc ký nè. Học ở trên kia là học tàn tàn, sức mấy mà đậu khó đậu lắm. Nó không có thử thách lấy gì đâu đậu. Giờ con đi tập tạ mà con không có để mấy cái cục sắt nặng vô, con cứ để hai cây sắt, vợ tới vợ lui biết chừng nào con mới có mới sồ xuống đây á. Vợ nó nặng mấy trăm ký, con vợ nó từ từ con mới sồ, chửi nó dằn vặt rồi phải đi cày đồ này nọ đó là lên nó sồ là chỗ đó. Trên trời tiên đâu á hung dữ đâu, thế gian người mới hung dữ đúng không? Mình trên đó khó tù lắm. Làm ơn ở đây đi một đời này. Mình có ngu cỡ nào á, đừng có ngu hơn rùa. Bạn rùa mà nó đụng với gỗ mục á, nó là khôn nhất á. Mà nước trôi bốn bề mà nó ở dưới đáy biển mà lặn lên mà đụng á, là mình mang thân người còn khó hơn là con rùa đó. Đừng ngu hơn đó. Dạ chào sư cô. Về Việt Nam, cô quyết định về Việt Nam không trở về Mỹ được không? Về Việt Nam, nó lại. Khi ngày về Việt Nam mà sư cô cũng quyết định về Việt Nam theo, thì không trở qua Mỹ có được không? Con đi, con cũng đi về về chứ con cũng đâu có ở bển luôn. Tại đại tử con ở đây nhiều lắm, bỏ đâu có được. Chuyển cái nhân của sư cô là về Việt Nam là không còn Mỹ có được không? Cái nhân của sư cô. Con nghĩ cỡ tuổi cô nên bỏ xác Việt Nam tốt hơn bỏ xác ở Mỹ. Tại vì có con cháu rồi lâu lâu nó thăm hỏi mình cũng đỡ buồn. Con đưa ra nghĩa địa toàn là Mỹ đen với Mỹ ngoại, mình đâu biết nói tiếng Mỹ. Nó bên kia chỗ nào cho của người Việt không làm mình có bạn đâu vui hơn. Con nghĩ là cũng nên ở bển. Còn kiểu cô con là con không có ở bển. Sau này con chắc là con chia cho của con ra là tứ phương á, Houston, Cali, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nhiều lắm mà đứa ngủ ngủ vậy. Thì như vậy thì sư cô sẽ chọn. Con nghĩ là như vậy, nghĩ nên bản. Nhưng mà muốn mà về cõi vô hình á, mà gần mấy chư thiên á, thì nên bây giờ sư cô đã dành như không biết. Đất ở vùng vùng An Giang á, nó còn rẻ đó. Mua một cục, mình không có mua dài mẫu nổi, thì mình mua chừng bề ngang thước, bề dài chừng ba thước là đủ chôn được rồi. Nghĩ sao? Mà mua nổi nó cũng không biết sao. Miễn trong cái vùng lãnh thổ của đất cắm, thì trong tương lai thì sẽ gặp nhiều chư Phật chư Thiên bay lên bay xuống ở đó. Con đón, con biết chắc là sẽ như vậy. Tại vì cái gì chấm núi cấm là thánh địa mà. Trước khi sư cô về Đức đây là Thiên Huệ Đức hả? Thiên Huệ Đức hả? Dạ. Nhưng mà sư cô mà đã là sư cô mà làm gì chắc thầy Nhân Từ ổng buồn lắm. Chuyện của ổng đâu có quan trọng gì đó sư cô. Sư cô đâu có coi ổng là người tu đâu, xin lỗi. Dạ dạ. Chứ giờ nhớt của tụi con là giống như những cái mầm móng là đầu tiên, những chiến sĩ đầu tiên của cha mẹ để mà là lập cái đạo Thiên Tâm để làm nên lịch sử nhân loại. Những chiến sĩ này
đa số là cũng có người Công giáo không mấy con? Công giáo rồi Phật, nhưng mà Phật không phải là Phật gặp cờ gù, Phật này Phật chánh kiến. Còn Phật tử mà gặp gù là khó độ lắm. Mà con nhận là sư cô tu kinh điển dày bịch vậy mà hiểu về thiên tâm là con cũng mừng. Tại mấy vị nói là hiện giờ ở trong Phật giáo sư cô giống gì thầy Phật tử nữa, là mình nói vậy như khoảng nhiêu triệu người ta, khoảng nhiêu của Việt Nam mình á, bây giờ cả 50 triệu người mà hơn phân nữa đã là tinh thiên tâm rồi, đã là âm thầm nguy thiên tâm rồi, nhưng mà không dám đeo cái dấu thôi, là giống như tin là Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, tin là hôm nay mình tận thế. Chỉ có mấy ông thầy trên mạng nếu ông tin là ông không có thu được lợi nhuận thì ông không tin thôi. Chứ là thầy Pháp Hòa hay là Nhật Từ cũng đâu tin. Sư cô đây đã có chỉ dạy cho người em ở bên Việt Nam rồi. Yeah. Chuẩn bị mai lá cờ Phật giáo như là lá cờ Việt Nam của mình. Đó là cố dân tộc. Ba năm á? Dạ. Nghỉ 3 tháng. 3 tháng thôi là... À, con là 2 tháng thì cô 3 tháng được rồi. Năm nay sư cô là 74. 74 tuổi. Dạ, tôi kiểu sửa. Dạ, hôm nay là ngày sinh nhật đó. Thường mấy người tu ăn chay với đỏ nhẹ nhàng là không có suy nghĩ nhiều, sống dài dữ lắm. Dạ. Còn con cứ suy nghĩ tứ bệ, tứ tung hết. Mới còn sống được các nhiêu tuổi. Các vị có cho biết là thân mẫu của cô tới 93, 94 là cô cũng phải tới đó rồi. Ồ, vì còn dài quá ha. Dạ. Gắng sống đi cô để gặp Phật Di Lặc. Dạ, đúng rồi đó, con nghĩ như vậy. Chúc mừng sư cô sẽ gặp được Đức Thầy. Ngài cũng sắp xuất hiện rồi đó. Dạ. Đức Thầy là Phật Di Lặc nghe mấy không? Dạ, con nghĩ như vậy đó chứ. Số 1, số 1. Thụ số 2. Đệ tử số 2 được rồi. Rồi, rồi, chào tụi con. Ôi trời. Cuối cùng quá, tử cũng qua tới đây nó tội nghiệp quá. Chào, chào, lên đây ngồi nè. Trời ơi, tội nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là Thiên Hà Thanh. Hân hạnh hôm nay lần đầu tiên sư cô đến đây vì sư cô bạn giới thiệu. Cô ở từ Virginia qua đây. Hôm nay Tết lấy đồ ăn cho Thiên Hà Thanh. Không có gì để chúc cho tất cả quý vị nha. Sư cô chúc cho quý vị 4 bài thơ nha. Xuân nghinh các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đồng nghinh bá phúc. Quý vị có hiểu gì không? Rất nghĩa luôn ha. Xuân nghinh các khánh là mùa xuân này là quý vị đón chào những cái niềm vui và những cái sự mà mình mong muốn là mình được vui vẻ là cái đầu năm. Xuân nghinh các khánh, tất cả cái gì quý vị muốn nghinh vào, đem vào thân mình để cho nó vui vẻ trọn năm là xuân nghinh các khánh. Hạ bảo bình an là mùa hạ, lúc nào mình cũng bình an, mình vẫn đi làm, vẫn ở Mỹ đây gọi là đi cày đó, chứ không phải đi làm. Quý vị có nghe tiếng đi cày không? Phải đi cày là hạ bảo bình an. Trong lúc mùa hạ này mình đó, mình phải vui vẻ, phải phấn chấn lên, phải làm để mà mình có một cái số vốn trong người của mình, tâm mình đã có Phật rồi phải không, là cái vốn của mình đó nha. Thu tống tam tai, mùa thu á, những cái tam tai gì của mình trong năm tống cho nó đi hết, bên này nghe qua bên này mất tiêu, vui vẻ là mình tống những cái tam tai đi hết nè. Thu tống tam tai, đông nghinh bá phúc, mùa đông là mình đón những cái phúc về cho tới mình, tại vì trong một năm suốt năm mình đã làm những cái gì mình muốn làm rồi, mình đã đạt được rồi thì mà mình phải đem về cho mình cái niềm vui của mùa đông. A Di Đà Phật. Chúc quý vị được an thân tâm thường an lạc, lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng vui vẻ, cứ cười tươi bất cứ một cái gì, kệ mày
kệ mày, bỏ qua hết cái kệ, đựng đồ nha, nặng quá ngã xuống, dựng lên đựng nữa, kệ hết ha, bên này qua bên này mất tiêu rồi kệ rồi còn gì nữa. Vui vẻ nha, để mình được sống dai, sống lâu và vẻ trẻ mãi, đẹp mãi. A Di Đà Phật, chúc quý vị nha. Cô Phật. Rồi, con cảm ơn hai thầy cô ghé viếng thăm núi Thiên Long Sơn, nghe con điều hân hạnh. Bởi vì chị Hình, con sợ sư cô cứ coi con là ảo rồi. Không có. Sợ gì mà sư cô không coi con vậy là con rất là mừng rồi. À, sư cô cũng được hân hạnh, được sư cô bạn giới thiệu lên chú cũng nhiều lần rồi nhưng muốn đi nhưng mà chưa đủ duyên. Cho nên kỳ này đủ duyên để lên gặp được con sư cô cứ tự động phát biểu phê bình con như thế nào. Không có. Là cô nghe sư cô đây nói thì cô cũng chiêm ngưỡng đó. Cho nên mới từ về Duy Nha mà lái xe về đây để đi lên thăm mà lần đầu tiên lên thăm. Rồi cũng chúc cho chú Kiệt là bành trướng thêm nhiều, độ cho chúng sanh cho nhiều ra. Nếu đủ đầy đủ duyên là mình độ được nhiều người thì càng tốt. Giờ trong kinh Phật có nói thời mạt pháp áo vàng độ không được, áo màu độ được, đúng không? Đúng kinh vậy, Phật có nói đúng vậy, không? Đúng à, vậy. Thật sự là có. Thì bây giờ sư cô thấy con cũng là đệ tử Phật Thích Ca, thầy Nhật Từ cũng là đệ tử Phật Thích Ca, mà ca này không biết cái gì ta, băng ca, thật sự con biết cốt của mấy ông hết, nhưng mà con khác hơn tất cả những gì áo vàng, đó là con dám thề trước mặt các chư Phật, hôm nay con lặp lại mấy vị đang đứng đây nghe nè, chư thiên đây đông lắm, tài, danh, sắc thực thì con đụng là con quỷ sát, mấy thầy dám thề không? Con đã từng thề rồi cho nên con giữ lời thề đến ngày còn chết. Cho nên thường con nói với mấy đứa con họ Thiên đó là chờ đến ngày nào mà sư phụ cận tử nghiệp đi, chứ mình mang sắc phàm mình còn có ngũ uẩn đúng không, nó đủ chuyện để áp lực, nhưng mà mỗi ngày mình đều tu tập chung, cho nên hôm nay con cũng là tu tập chung với mấy đệ tử phương xa, rồi cũng ngồi chia sẻ những cái lời hay ý đẹp, nhưng ngược lại con không còn tham, tức là tham tiền hay làm chủ có tiền để mà độ chúng sanh, hay làm chủ có tiền bỏ túi riêng, và đồng thời cũng có những cái công ăn việc làm nó thuận lợi mà nó đường chánh, thì đồng tiền chánh nghĩa thì cha cho thì mình lấy để mình đổ xi măng là cũng nên có tiền. Là tài, danh, con không có ham danh, nhưng mà hôm nay con nổi danh thì là do ở ngoài kia đó cha mẹ nói, trong lúc một cái thời mạt pháp này cũng có rất là nhiều người còn chánh kiến hiểu được con, thì hôm nay con cũng độ được biết bao nhiêu triệu người thì cũng nhờ Phật dạy, con cứ nói lời thật, và Thượng Tế Công cũng dạy, Tổ Bồ Đề Lạt Ma cũng dạy con dễ chứ khổ. Nhưng mà thật sự là mấy chư vị con rất là gần gũi. Có những vị thầy có thể tu cả đời nhưng mà là không có tiếp xúc được. Khi đến một người đặc biệt tiếp xúc được thì họ không tin. Nhưng mà con nói thật, con tiếp xúc rất là bình thường với các chư vị, các chư Phật. Tài, danh, sắc. Sắc là gì nó không biết rồi. Không dám đụng nữa đâu. Đụng vô, dạ. Đụng vô cái là đụng vô là nó phổ tài á, nửa tỷ cái gì đó. Trời, số tiền nó chia đâu mệt lắm con. Để mình lấy mình làm chùa trước hơn. Tài, danh, sắc, thực thì hay là ngủ. Hồi sáng đó là năm hồi sáng nhắn cho Phụ ngay giờ lúc Phụ ngồi thiền con phải không? Cười, biết sao đệ tử này ngủ rất sớm người ta. Ngay giờ Phụ ngồi thiền nghe toàn con. Vậy hả? Thì thường con chỉ thích 5 giờ con ngồi thiền cho tới 6:30. 6:30 con chà răng này xong cái con vô nhà con có vô con đọc kinh chút. Bởi cứ sinh hoạt vậy dạ. Cho nên 5 thứ con không có cái đó. Bởi vậy tại sao vì cô nói là cô homeless là lý do giống như chú vừa nói đó. Áo vàng. Mà tại sao bây giờ cô trở thành homeless? Những chỗ nào yên, cô ngồi cô tu, cô thiền được, cô niệm Phật được là chỗ đó là của cô. Chứ không cần một cái gì cô bỏ tất cả mà cô qua Mỹ 50 năm rồi.
mà cô đã có cái gì cô cũng có hết, nhưng mà cô đã bỏ hết. Bây giờ cô đã mặc cái áo vàng, nhưng mà bây giờ cái áo vàng này trở thành người, một người homeless, là chú đã biết như vậy rồi. Homeless nói vậy đó. Ở ở bên Ấn Độ có lúc Phật nhập diệt á, là có cái rừng Sa La đúng không? Thì Phật cũng chết ở ngoài rừng Sa La, chứ Phật đó. Phật đâu có nhà đâu. Thì sư cô là đại tử của Phật là đúng rồi. Bởi vậy đó cho nên cô hy vọng là khi mà cô chết rồi cô cũng chết ở đường Phật đâu có chỗ đâu mà chết. Chết nằm trong rừng rừng cây Sa La mà. Bởi vậy nó trời sư cô đi như vậy lỡ có chuyện gì thì nó không có gì. Chữ chết nó nằm ở đây từ lâu rồi còn sợ gì nữa. Ví dụ như sư cô đi dọc đường có chuyện gì ở đây không ai bỏ mình hết á. Cảnh sát hay hoặc là người đi đường họ cũng tiếp cho mình, họ cũng làm cho mình đi rời khỏi cái chỗ đó để cho không có cản trở lưu thông. Họ không có bỏ mình. Chứ còn là còn là chùa và Ba Vàng bự quá. Dạ. Mà không có dám ngự đâu, tại sang quá mà không có ngự. Quá lớn. Quá sang. Mình đã tu rồi là coi như là tứ đại gia không rồi còn nó gì nữa chứ. Ok rồi, con cảm ơn cho cô ghé viếng thăm các chúng con hôm nay rất là hạnh hạnh, tưởng lộ bình an cho cô để tất cả quý vị ở đây với Đà Phật. Hôm nay cô viếng thăm Thiên Long Sơn Đoàn Cư Sở. Đoàn Cư Sở Đoàn Cư Sở Đoàn Cư Sở đã hồi hướng thiên tài nguyện Phật được thiên năng rồi. Con gia duyên cái nhiều vậy đó, đủ hết. Mỗi người, mỗi trời, mỗi nào cũng gia duyên. Chào. Thế còn nó bụng break time ăn cơm không? Muốn ngồi nói chuyện. Đấy, không có đón. Đừng chỉ sợ mấy con ngồi mỗi lưng thôi. Chào bà. Sư phụ kể chuyện trên trời đi sư phụ. Chuyện mà sư phụ không có nói được ở ngoài á. À, ngăn về nó phải edit nhiều lắm. Có khúc mà nó hiểu ý sư phụ, có khúc nào nó cho ra đúng rồi nhắc lại. Giống như khúc ngàn hoa mình là có những khúc mà mình nói thật có thông rồi đó, mình cũng nên nhắc qua tại vì hai người hai chiếc lược. À, mình chỉ hợp với ổng có một cái là bây giờ thôi, mình đâu biết ngày mai ổng như thế nè. Còn cho hụ là có cái này, có cái hãng, có cái nhà, có cái biện mỹ thao, ai nắm đầu cho hụ cũng dễ ạ. Còn kia đổi tên channel là đâu khó, nên mình có 1 tỷ thứ mình mất thôi, cho nên ngăn mấy bạn chị ở Việt Nam mấy ông bự á. Buổi sáng ăn cơm, buổi tối kêu con kêu đại tử đến còng á, còn biết không? Vậy đó. Đúng mà. Sư phụ cho hỏi là cái vấn đề giữa đời với đạo, với đạo thiên tâm mình thì con hiểu là mỗi ngày là đạo thì con phải ngồi thiền và phải lại sám hối, và con cũng đang cố gắng để hoàn thành được 12 giới luật của thiên tâm đạo. Đó là mà về đường đạo, nhưng mà cái đường đời thì hiện tại con là vẫn còn con nhỏ, thì con vẫn là cái người handle chính cái chi phí trong gia đình, thì con vẫn phải làm việc. Thì khi mà con làm việc là con rất là muốn làm tốt nhất, có nghĩa là con ví dụ một ngày mà con làm không xong là buổi tối đó là
con phải ráng làm cho xong, hoặc là buổi tối con ngủ không yên chẳng hạn vậy. Có nghĩa là con rất là, con không hiểu như vậy có phải là chấp. Sư phụ hướng dẫn cho con có phải là khi mà làm một cái việc gì đó tốt thì có phải là bị chấp không sư phụ? Con hỏi đây hỏi tiếp. Thì cái câu hỏi của con là cái này hoạt động khác, cái này hoạt động khác, đâu có gì nói. Câu hỏi của con là về cái đường đời á, là mình phải làm cho tốt, mình công việc mình phải hoàn thành cho tốt, thì con rất là chấp, có nghĩa là con không biết có phải là chấp hay không, nhưng mà sư phụ giảng dạy cho đó thì con, nghĩa là con có khi mà con làm cũng làm tốt nhất để hoàn thành cái công việc của mình. Rồi, tâm con lúc nào cũng muốn làm vậy nên không phải là chấp đâu. Trước tiên nha, sư phụ hỏi con này, hôm nay con làm tử ngang qua phải không? Dạ. Ok, tiếp trước bài quan mình không nhận đúng không? Dạ. Bây giờ con tới đây 2-3 lần là con vì thiên tâm, vì thiên minh kiệt, vì thượng đế với Phật mẫu, hay là vì cái gì? Dạ, vì thiên tâm, vì thượng đế, vì Phật mẫu, vì cha mẹ. Con cũng không có thật lòng với sư phụ rồi. Để sư phụ nói nghe. Dạ. Đúng là con phải nói yes nghe. Dạ. Con vì vợ của con đúng không? Yes and no. Con không được nói ra láo. Yes hay no? Dạ, có yes lẫn no. Sư phụ đọc được cái tâm của con. Đúng là cái đệ tử này có sứ mệnh với sư phụ. Con á theo vợ để giữ hạnh phúc, con hiểu không? Dạ, thì dạ, là cũng là tốt. Cho nên con hôm nay được mang họ thiên, được về trời là con phải cảm ơn con vợ con. Mà sư phụ mà không độ con bữa nay á, con về á, con vợ con bỏ con á. Sư phụ nhìn thấy mà hôm nay là chúc mừng cặp đôi này á. Thường thường á, một người vợ theo sư phụ họ thiên, thằng bồ hay thằng chồng trong vòng không bao lâu nó sẽ có nhiều chuyện lắm. Trừ khi con quá yêu vợ con và quá có trách nhiệm, thì những cái đó nó đi chung với nhãi giờ con nói. Thì nhờ cái gọi là tinh trong cái bát chánh đạo đó, là chánh tinh tấn là con có, thì cái đó con đang giữ hạnh phúc. Khi con đang mang hội thiên rồi, con phải không có làm cho cha mẹ cha trời mẹ đất mất mặt, không có làm cho Phật Di Lặc mất mặt, thì con phải keep up giữ giới. Không cần biết lý do gì, sư phụ độ, cha mẹ độ, hay là chư thiên độ, hay là vợ độ, hôm nay mang họ thiên thì là mình một mình tự đốt đuốc đi. Còn cái phần đời là con đã giữ được hạnh phúc, đó là một cái món quà vô giá. Mà con vô tình hay cố ý hay sợ vợ thì là trời ban cho con đó, gán giữ nghe con. Chứ con nãy con nói con gì vợ là đúng. Trời á, không ai gạt được sư phụ mà con gạt làm gì. Nhưng... sư phụ nói rồi mà. À. Cho nên là bữa hổm á, nó bay qua bay về sư phụ lơ, không làm nói chuyện luôn. Thế nào gì cha gì mẹ sư phụ biết, thế nào gì sư phụ cũng biết luôn. Nhưng mà vì cả hai càng tốt. Đây cha mẹ là đứng ở bờ trên lo cho mình khi những lúc sư phụ không có ở gần. Những đứa đệ tử ở gần sư phụ, đứa nào bị trượt, bị ma, bị depressed, sư phụ dùng tay chữa bệnh được. Gần sư phụ có điển quang, sư phụ chữa bệnh được. Thì cái nào cũng có lợi hết. Còn hôm nay con ngồi đây á, là ngồi gần vợ con, độ con, có điển với sư phụ, có điển với cha mẹ, chứ thiếu mê độ. Thì những cái công việc khó khăn trong đời đó là chuyện nhỏ, con còn trẻ mà lo gì. Cái quan trọng á là gán giữ hạnh phúc. Mỗi lần có lục đục á thì hai vợ chồng đều là họ thiên hết. Bây giờ một đứa họ thiên thì có thể bị chia tay, hai đứa họ thiên lên về trên trời ai giải xử? Cha xử á, đã mang họ thiên rồi mà dưới trần còn lục đục nó hút chi về chảnh. Ở đây có một cái đứa đệ tử rất yêu với người yêu nó mười mấy năm. Kể mà không ai kể à, không ai hiểu đâu. Người nào người đó hiểu. Cái hộ sinh than giảng nhiều lắm à, tại muốn cưới rồi nữa không à, mà cưới chặt là tội nghiệp sư phụ đệ tử mình nó không mất đạo, tại lấy chồng lấy vợ là đâu có tu được con.
Nửa tiếng hồ ngồi thiền đây, nửa tiếng hồ cho con bú. Hay là 4 tiếng hồ lo nấu ăn, hay là 4 tiếng hồ đọc kinh, hay là ngồi chi cứu kinh điển trên điện thoại online, cái nào quan trọng hơn? Tại vì mục đích của mình là sẵn ngay trí tuệ. Còn nấu cơm cho chồng ăn, giặt đồ chồng ăn, cho con bú sữa, đi chở ông đi bác sĩ, nó đâu có sanh cái trí tuệ gì đâu. Cái nào quan trọng? Thì cái thời gian của thọ của mình thì mình con nhân con tính đi. Cái tư tưởng này hữu với sinh cũng nhiều lần này. Mấy vị cho một cái option, không có tương lai. Một option duy nhất là phải thuyết phục cái người bồ đó mang họ thiền gần sư phụ. Quả mai nha, chứ không phải là khỏe vờ, chứ không có gan tiên khỏe vờ. Thì lúc đó có thể là cái duyên nó lâu dài hơn. Có. Cho nên bữa nay thì phụ làm thêm cái chớp gọi là coi tương lai của đại tử và giữ hạnh phúc của đại tử. Không? Để khỏi mất thì giờ con. Nhưng đại tử này nè, với đại tử nè, cũng xém mấy lần á, nhờ cho phụ kéo lại giờ. Ai đó ở thiên nhà hạnh phúc quá đấy không? Ở đây nhiều cặp lắm, cặp nào nữa ta? Chúc mừng em. Hả? Nhiều cặp. À, cặp đó nữa, à, cặp đó nữa kìa. Rồi giờ ông ngồi sao đó nữa kìa. Nhiều lắm. Tại vì cha mẹ mình muốn mình xuống thế gian, mình khác hơn những đứa Phật tử. Là mình phải có đời và có đạo, phải đi song hành. Mình phải hạnh phúc, mình phải vui vẻ, mình phải giàu có. Còn bên Phật tử giữ Bồ Tát giới là có nhiều. Con có ba cái điện thoại, cái thứ tư người ta xin là phải cho đó. Và cha mẹ cho mình khác để mình thử thách cái lòng của mình, coi có tầm phát sao không, có đi bố thí không. Cho nên bên mình là lợi hết. Mà mình 12 giới luật mà giữ đúng, giống như con nói, con giữ được 12 giới là con siêu rồi. Hiện giờ sư phụ bảo đảm trong các con không có giữ được hết. Chỉ có một người ở đây giữ được, đó là sư phụ thôi. Tại cái giới mà sư phụ biết mấy con giữ không được, đó là không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Mấy con chưa có đạt được cái đó. Con không sợ chết sư phụ ơi. Vậy là được đệ tử là 2 người. Ba người. Hay ta. Đây, ở đó nữa hả? Tại vì mấy đứa đệ tử nó, mấy người quen nó nói à, anh lên online á, cái mạo diện của anh quan trọng lắm, người ta thương anh phải chải tóc, anh phải nhuộm đồ lên đó đen đồ, rồi đi làm thẩm mỹ chút cho đừng có wrinkle đồ không. Ủa, nếu tôi làm gì tôi phạm giới sao? Mà trên cũng quan trọng là cái sức khỏe mình thôi. Tại cái bề ngoài đâu có nhầm gì đâu. Cái giờ như bộ thuốc lợi cũng đẹp. Đẹp hơn Hải nữa. Con không có giữ được 12 giới, con đừng nói con giữ 12 giới. Con chỉ cần làm được cái giới số 1 thôi. Còn cái giới số 12 là đọc kinh ngồi thiền á, con từ từ. Cái giới số 1 là con làm được là bộ mừng rồi. Cái một là nhân lợi nghĩa chí tính. Phụ con xin đổi cái đề tài. Cái này có rất là quan trọng đối với con mà con không có thể nào suy nghĩ cho nó đúng được. Vì con rất thương cha mẹ con. Ba con mất ở bên Việt Nam mà con còn nhỏ. Mẹ con qua đây với con, mẹ con mất ở đây. Thì con ba con thì con chôn bằng nghĩa địa, rồi đổi được 2 lần rồi. Giờ người ta bắt phải về bán đất, giờ đi chỗ khác. Lần này nữa là thứ 3. Và con hôm trước có xin phép sư phụ để về Việt Nam, đem mẹ con về chôn. Nhưng mà người ta nói đất đó bây giờ sẽ chuẩn bị đi bán nữa. Thì con mới không có mang tro cốt của mẹ con về. Thì bây giờ con có cái suy nghĩ là con đem cái xương á của ba con đó để thiêu lại, rồi với cái tro của mẹ con đem thả ngoài vào biển, coi như là phỉ táng, như vậy có tốt hay là không? Mà có một vị thầy thì nó tốt, vị thì nó không.
tụi con á, thì con không biết làm thế nào cho nó đúng đạo với tụi con. Vì mẹ con trước khi mất á, mẹ con muốn đem về Việt Nam. Chết lâu chưa? 20 năm rồi. Hôm nào chứ nghĩ ổng còn lòng vòng hay đi đầu thai rồi? Mẹ con á, thì 20 năm mẹ con biết mẹ con đi đầu thai rồi. Mà cha con chết hồi 49 tuổi thì giờ 60 mấy năm rồi. Hỏi mấy người đó coi họ muốn cái gì? Thì giờ đi hỏi ổng bả là ổng bả muốn cái gì? Dạ con nhờ sư phụ hỏi giùm con. Chứ không sao con có đủ cái ông. À, giờ thêm ngày nữa, mấy ngày là kết duyên hàng, mình là mới hàng quốc gia với về về cộng quốc nội hải ngoại, hàng duyên vợ chồng với đại tử, bữa nay hàng duyên âm dương nữa. Ủa, ít làm mấy cái này lắm, chứ những đứa mà nó gần mỗi ngày á, rồi nó có chuyện vậy đó, thì tại vì một chút xíu mà mình lạm dụng thần thông hay là cái ảnh hưởng của mình đó, cũng như người đời không có hay, cái gì cũng không thích. Chùa bị la hoài, ngày xuống đây lo cho thế giới làm thầy bói, ngô bị chị la hoài, anh nội lo hạnh, dạ la mấy lần, em chuyện lớn không lo, lo đi coi cốt coi này kia, giờ em có nói người ta là cốt con khỉ con chuột người ta có vui không? À, nói người ta là con rồng người ta vui, mà nói đúng cốt của ta ta không vui, mình đâu nói láo được. Tại vì sư phụ là một vị đặc biệt, nói cái gì là nó dính vô cái cõi vô hình đúng không? Không có đâu khẩu nghiệp được. Sao lại phụ nói thẳng xấu tốt tốt. Ở đây có một đệ tử đặc biệt đó, đâu là ta yếm rồi con quá à, không đệ tử kia với con yếm nè. Hồi tiền kiếp á, Yến này đã biết tu, nhưng mà đạo Hindu thì nó không có sao để trả nghiệp cho con, đúng không? Nhưng mà bên Hindu á, là Yến đã là thầy rồi, là đã hơn cái chiều chúng sanh rồi, tức là biết tu rồi phải không? Nhưng mà cũng có thần thông, cũng có làm giống như mấy thầy thời nay, thì cũng tạo cái nghiệp. Thì cho nên thời nay trở lại thì bị cái lỗi đó. Nhưng mà nếu mà nói cái level á, có một kiếp mình làm tốt, mình lên tới đây, cái người đang làm xấu cũng ở trên, tốt xấu nó cứ chồng nhau giống như là chỉ may áo vậy đó, chứ không phải mình nói là mình hôm nay người đó bị nghiệp. Thì chúng ta là như thế, tái sanh nhiều đời nhiều kiếp, thì cuối cùng ý hôm nay á, là trả cái nghiệp hồi xưa bị mấy kiếp năm năm á, cứ đau hoài đúng không? Hả? À, cứ đau hoài. Thì sư phụ có sinh rồi, nhưng mà mấy vị nói là phải trả cái nghiệp hồi tiền kiếp. Thầy xưa làm thầy bên đạo Hindu. Xưa tiền kiếp cái này là đàn ông, đạo gì ta, đạo đó kêu là đạo của chim thành đó. Đâu có sao đó, chuyện nhỏ rồi đó, người gắn chặt lại sám hối từ từ hết. Thì khi một đứa đệ tử gần sư phụ bệnh gì đó, sư phụ trị không được, thì sư phụ mới hỏi nó có lý do. Trừ khi những ma nhập hay là bùa ngải thì sư phụ trị liền thì nó sẽ hết liền. Còn mấy cái bệnh mà nghiệp á, nghiệp của hồi nhiều đời nhiều kiếp á, sư phụ chỉ giảm được thôi nha. Còn như phải tự mình lo, tự mình phải lại sám hối. Đây có một đệ tử mà đổ quét rồi. Đi ăn hả? À, nãy ngồi đây đổ quét à, đi ăn nhìn dễ không? Đợi này à. Ngày hôm qua trước khi tới là bị chúng bùa nặng lắm. Bữa nay hết tỉnh à, không phải em nghe. Tại cái người này chỉ dẫn đường dẫn người kia tới thôi. Thì vô chị rồi hết rồi, mấy ngày. Hai bữa nay là thấy bữa nay tỉnh lại. Nó không là bị điên á. Ừ, cô đổ quét nãy đó. Nên quen sư phụ mấy con đều là sư phụ muốn mỗi ngày họ thiên, mình phải tỉnh táo mạnh khỏe, có tinh tấn thì mới tu được, chứ không phải cà gù cà gạt rồi cứ bị depression thì chưa đọc kinh, đọc cho có lệ cho qua giờ thôi, chứ đọc có nhớ. Sư phụ không muốn vậy, đọc chữ nào mình thích chữ đó, giống mình ăn luôn cái chữ vô tim vô óc mình mới là đúng, chứ đọc phớt phớt rồi cái qua cái quên không có phải.
đó là họ thiên nó khác, họ dịu, họ thiện rồi mấy thầy là chỗ đó. Bởi vì kiếp này mình mới thành Phật, còn họ có nghĩ họ giảng sanh, không có chuyện giảng sanh, không bao giờ. Sao nữa? Rồi bây giờ con làm sao? Đã chết hồi 49 tuổi lâu quá rồi. Nhưng mà con đâu ở gần với Phụ đâu. Tại vì ý là Phụ trở lại câu chuyện là bữa nào á Phụ tâm sự với mấy vị mà kiểu bình thường kìa. Còn hiện bây giờ là giống như Phụ đang chạy nước rút trong cái dòng của final rồi, gần tới finish line rồi. Thì Phụ phải chú trọng cái chuyện mà đi theo Đức Thầy về. Còn mình hỏi cái chuyện này á, lỡ như Đức Thầy giận, ổng đâu có thời gian đâu nói chuyện. Vì con phân tâm, con có một người em trai năm nay cũng 69 tuổi rồi. Để vô, để vô. Con có một người em trai năm nay 69 tuổi rồi. Mà con có nói với cậu, cậu không có lo cho cha cho mẹ, chỉ có kinh con lo từ nhỏ giờ thôi. Ê, ba cái anh đó đứng xa xa cái tường, tại mấy chư thiên đứng đó đầy hết á. Đứng xa xa vô, đừng có gần tường. Đứng xa xa vô, ba đại tử đứng trên ngoài nè, tại chư thiên ở trong tường, đứng gần tường nhiều lắm. Tại nãy mấy gì nói. Khi con nói với cậu là bây giờ thôi em không lo, thì chị về chị tháng 3 năm nay có thể là chị về ngày 10 tháng 3 giỗ tổ Hùng Vương trong dòng họ của con. Thì con đem ba con lên để lấy cái đó, cái xương để đem thiêu lại rồi đổ chung. Em con trả lời là không có được, chị phải cái ngày tháng chứ chị làm sai là chị em mình mạt hết á, gia đình em nghèo đó. Làm bậy. Cái con không có biết, con thấy con khổ quá, con không biết làm sao. Bây giờ vậy nha, nói mình nói riêng đi, cái này đông người. Dạ. Mình hỏi cái gì mà có lợi ích chung á. Dạ. Hỏi chuyện cá nhân này á, là mình đừng có theo thầy theo bài á, mình cứ theo cái chân mệnh của mình, theo cái sự tu tập của mình. Còn ông bà của mình á, mình có thương á, mình cũng đã cố gắng. Còn cái chuyện thảy xong hay là chôn vậy đó thì hãy thụ đón này, chỉ thiêu rồi lấy cái cốt. Người mà nổi tiếng, tài tử nổi tiếng mà làm những chuyện tốt thì mình nên có cái bia để cho người sau học hỏi, chứ không phải cái xác mình không có dạy được, cái xác cũng có thể dạy người đời được á. Có người mà không có nổi tiếng, không có làm gì gọi là biết tin trong cuộc đời á, thì ít nhiều để cho con cháu, thì mình làm trong cái cốt để trong nhà hoàng á, một tháng như có mấy trăm gì đó, hoặc là mình để nhà mình cũng được cái hũ cốt. Chứ còn mình bỏ biển thì cá nó ghĩa ủ phải thu đón vậy thôi, theo khuyên vậy. Ừ. Tùy theo cái người đó, cái xác có dạy đời được không. Ừ. Ok. Ngoài hỏi hỏi cái nào có lợi ích chung á, nghe giờ cũng mệt rồi đó, nói chuyện có mấy từng hôm. Dạ con muốn hỏi sư phụ là tại vì con có con khi mà con ngồi thiền đó, mắt con nhắm mà sao con nhìn thấy được xung quanh của con. Ồ, vậy là thành Phật rồi, đắc đạo rồi. Con dám nói đắc đạo. Lúc đó tâm của con không có nghĩ gì hết mà sao mắt con nhắm mà con nhìn thấy được xung quanh, tức là con thấy con ngồi trên giường con thấy đủ hết. Cái đó là một trong cái triệu chứng là mình đã vô được hơn sơ thiền rồi đó. Thì sau cái màn đó con sẽ ngó qua thằng chồng, trời ơi con thấy chó sói nằm kế tôi. Rồi cái kế tiếp con sẽ đi vòng vòng trong cái phòng, đúng không? Rồi cái kế tiếp sau mấy cái label đó con sẽ thấy mấy con quỷ tới nó phá. Tại vì khi mình ở vào cái độ định đó, mình sẽ interact, mình sẽ đi qua một cái thế giới kia, là mình gặp nhiều. Cũng có người xấu cũng tới, người tốt cũng tới, cha mẹ cũng tới, cũng có thiệt và có giả trong đó. Cho nên cái quan trọng nhất là mình đừng có để cái đó, mình vẫn giữ cái mắt thứ ba nhìn mũi, mũi nhìn miệng, để mình biết mình ở đó. Thiền mục đích là mình ở trong cái trạng thái tỉnh, nhưng mà không phải tỉnh. Rồi khi mình lái trên mình á, là mình sẽ cái trí tuệ của mình sẽ thông suốt hết. Còn mấy cái này là mấy cái mở màn của một cái
bài học dở lòng bình thường thôi, không có gì hết. Ngồi xuống đây đứng. Sao có ai hỏi không? Con hỏi thêm một câu nữa là con thấy cái nhà gần nhà ba má con á có vẽ bùa trong đó, rồi tự nhiên cái người chủ nhà cho ba con cái tượng Phật, thì cái tượng Phật đó ba con có nên giữ không? Con thấy ba con lấy cầm về để mà đặt cờ mà con không biết có nên giữ không? Con thấy bao nhiêu người tham của, tham đồ collection, đồ gốm, đồ cổ, đồ xưa, có bao nhiêu người thỏa mãn đâu. Con là chết yểu hay con cháu bị tầm bậy tầm bạ? Tất cả chúng ta, ông bà tổ tiên của mình, ông ngoại, bà nội gì đó, mà chết mà để mấy cái đồ lại, mình cũng đừng nên giữ của họ, bỏ trong cái gương đem cất. Tại nếu không họ khó giảng sanh, tại cái lòng tham với cái lòng liếng tiếc cái đồ của họ còn. Còn huống chi mình bưng mấy ngoài vô, con ma nó có thể ở trong tượng Phật, con ma nó có thể ở trong cái bóp, nó cần cái nơi trụ lại con ma, nó có thể ở trong một cái lá cây nhỏ nữa đó. Nên những cái gì mình không biết cái lý lịch của nó, mình đừng có đem vô. Những cái tượng á, ở đây có mấy đệ tử, mấy cái tượng mà ông Địa Thần Tài, cứ nghĩ là ổng là ông Địa, không phải, ma vô đó. Tới mình phải làm lại, đuổi đi, rồi mình thỉnh ông Địa thiệt. Tốt nhất là mình mua ông Địa mới, rồi mình rửa rượu, rồi mình làm theo kiểu một chỉ online. Chứ còn ai cho mình đem tới đem lui, nó không có đúng. Mình không có lấy tượng của ai hết. Con lên đây ngồi đó, ngồi sao vậy? Tội nghiệp, con ăn gì chưa? Dạ, con ăn rồi. Gấp gấp coi. Đây ngồi nè, gần gần đây đó vui. Đệ tử này tội nghiệp nó. Tưởng đâu bệnh không qua được chứ là nhẹ được. Ngồi. Cam bản đi, tặng cho mấy anh chị em bản gì con. Dạ con không có tặng mà con ngồi trên máy bay, con mới sáng tác một bài thơ nữa. Hay quá. Đệ tử này là vừa biết đàn nha, vừa cái thơ. Giúp sư phụ đây, nãy sư phụ nói con khô cỏ rồi. Giờ này sư phụ hết pin rồi, trả lời cà tân. Không còn hăng. Rồi mấy bài có băng nhạc. Mấy đệ tử này thức đêm mà có băng nhạc hồng tàn giữa giữa mùa xuân. Cái clip này hay à, nghe toàn là đệ tử mình sáng chế không? Thấy không? Đâu có Google gật đâu. Con họ thiên con trời khôn dễ sợ. Biết đàn, biết làm nhạc. Rồi, dạ đây con. Đứng rồi. Dạ. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu. Nam mô các chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, các chư vị Long Thần Hộ Pháp, Tứ Đại Thiên Vương, Thổ Thần Thổ Địa của Nguyên Thức Tổ, gia hộ cho con. Tại mỗi lần mà con viết cái gì đó là con phải ra con lại cha mẹ trước với các chư vị, rồi tự động nó với cái nguồn gì đó nó xuống được. Mà khi mà con muốn sáng tác ra cái giai điệu đó, con cũng phải ra lại. Mà cái bài này á, tựa đề là một bài toán. Con đã viết mấy ngày trước rồi, nhưng mà giống như là chưa hoàn thành được. Rồi con ra giai điệu luôn mà cũng không được. Thì con nằm ngủ á, con có một cái giấc mơ rồi giống như cha mẹ nói là con chưa có post cái bài lòng biết ơn mà làm sao mà con đòi ra một cái bài mới nữa. Cho nên hồi sáng con mới post cái bài lòng biết ơn. Cho nên con biết là cha mẹ nói đừng có hối, đừng có nhanh quá con ơi, từ từ. Xong. Hồi nãy con viết ra tờ giấy cân để làm hotel rồi, nhưng mà con viết nháp ở đây, con đọc sơ sơ. Cái tựa đề của cái bài này là một bài toán. Thì con hy vọng sư phụ và tất cả mọi người nghe và hiểu, bởi vì cái này là con nghĩ sao con viết như vậy, nếu mà có sai sư phụ dạy con. Tựa đề 1 cộng 1 bằng 2 và 2 trừ 1 bằng 1. 1 trừ 1 và 1 chia 1 thì trở thành 0. Đó chính là gì? Một ngày nọ, thân là cái thân thể mình, hỏi tâm rằng tâm là cái linh hồn mình,
cớ sao chọn tấm thân này của tôi? Cái này là thân của mình, mình hỏi mình nha. Cuộc sống trần gian để trở lại, tâm muốn đi tìm một điều gì đó phải không? Nụ cười hiền trên gương mặt của tâm đáp rằng đó là do duyên số, đó là do duyên số đưa, rằng cộng hưởng từ nhiều kiếp khác nhau, để kiếp này đủ duyên ta phải gặp nhau. Thân là một và tâm cũng là một, tần số không thì hai sẽ trừ đi một. Một nhân một thì vẫn là số một, cùng năng lượng và tần số sẽ là một. Nhưng một ngày nào đó vì một cái sự khác biệt, thân bước đi và tâm thì không nhìn lại, và một chia một và một trừ đi một thì chắc chắn là bằng không. Thế thì là phải đường ai nấy đi. Chợt thức tỉnh, thân mới hỏi tâm rằng hãy về bên nhau để cùng đi một chuyến đường, một con đường, tìm hạnh phúc cùng với sự bình an đầy ý nghĩa hết kiếp người bạn ơi. Đó, đây là thân và tâm. Hay quá, thử hay quá. Thấy nhanh bài không? Có đợi chiếc bài nghe ra bài thơ. Ê Hằng Nga ở đây ngồi con. Vì bảy thì mấy người không có hỏi, ngồi phía sau để cho mấy người hỏi ngồi trước. Con thích hỏi con ra đây con hỏi có chuyện để nói gì đây. Ngồi đây ngồi. Thế nào muốn hỏi ra trước ngồi. Còn ai ngồi nghe nè con nè, ngồi phía sau để con không có hỏi. Ra đây ngồi nè, con khoái hỏi không ra đây con ngồi hỏi. Lên đây à, thiếu chỗ. Ở bên đây nè. Ở đây khoái hỏi đó. Hỏi đi. Ở dưới ai là hỏi thì lên đây họ ngồi hỏi. Câu hỏi xưa mọi người có hiểu. Hỏi. Câu hỏi xưa cái dòng của con mọi người hỏi. Con đừng có ca cái bài quế xưa rồi. Hỏi thoải mái. Quế xưa ngủ gục hết. Con hỏi đi. Con có cái bài hát này hay quá. Nó này không phải lên mạng hát bài gì phải nói trước cho đổ trước cha mẹ không có được hát. Mấy hả? Bài hát về nhân loại thôi. À, được rồi, để từ từ, để coi cái bài gì. Nãy giờ bài hát nhiều quá, để hỏi. Hỏi sư phụ. Là con thấy hồi xưa đó, là con không có nghĩ là mình có cái mình luân hồi. Thì tại vì nếu nghĩ là hồi đó mà ông coi dân số Việt Nam mình á, là hồi đó là chỉ có 20 triệu thôi. Tụi con học địa lý thì nó dân số mình nó 20 triệu thôi. Thì sau này nó tới 100 triệu. Thì mình là nhân dân là luân hồi vô số kiếp. Tại sao cũng không có bao nhiêu người đó rồi luân hồi luôn. Rồi lại ra là một số người nhất định. Và tại sao bây giờ lại tăng lên rồi lại giảm xuống như vậy? Thì những linh hồn đó đi đâu? Và tại sao có sự trồ sụt như vậy? Con không hiểu. Hồi xưa thì con không có tin là mình có luân hồi. Nhưng mà con có một cái giấc mơ là như vậy. Là hồi đó con nằm mơ con thấy ông Táo. Ông Táo là đổ cái mũ á, có cái món gì nè. Rồi cái con thấy Ngọc Hoàng. Mà con hồi đó là con hay đi chùa thôi, ba mẹ con dắt đi chùa. Thì con không hiểu ủa tại sao mình thấy Ngọc Hoàng mà mình không thấy Phật. Rồi cái câu hỏi nó thắc mắc con và tới bây giờ luôn. Thì khi mà sư phụ á, con được cái clip của chú Lâm mà con cũng sư phụ á, con theo luôn tới bây giờ luôn. Thì con biết là có sự luân hồi, nhưng mà con có biết là mình phải tu tập, mình phải thiền định rồi mình giúp mọi người nữa. Nhưng mà con không hiểu được là tại sao cái luân hồi đó là nó lên rồi lại nó xuống, cái hạn như là tỷ số dân hồi đó là rất là ít, tại sao bây giờ lại càng tăng? Rồi bây giờ dịch bệnh như vậy thì lại giảm xuống nữa rồi. Là sao có sự không hiểu. Giờ con thích tăng hay thích giảm nhỉ? Dạ. Có
con không biết con muốn rằng là thế giới này nó hòa bình, ta hay giảm không phải là vấn đề, nhưng mà nói là nhiều nhân gian thì có nhiều cái tội lỗi như vậy, tại sao mà dân số như là cha mẹ cho đầu thai lên con kiếm tiền dài, thằng Hitler với thằng Mao Trạch Đông nó giết lần 60 triệu người giảm lẻ lắm, 10 thằng thôi. Nhưng mà con muốn đó, sư phụ, nhưng mà tại sao mà con nói là hồi đó mình học về dân số thì rất là ít, các nước đều ít, mà tại sao mà lại lên tăng lên như vậy? Chung vô nhồi ra giải thích về nha. Chúng ta 8 tỷ người, hồi xưa mình không có tới 8 tỷ người, dân số của miền Nam trước 75 khoảng như ta 17 triệu người, miền Bắc phải hai mấy triệu người, có ba mấy triệu. Mới có 50 năm mình tăng lên gấp 3 lần, đúng không? Trung Cộng hồi xưa nó có mấy trăm triệu, hôm nay nó 1 tỷ tư. Ấn Độ hồi xưa dưới 1 tỷ, bây giờ hơn 1 tỷ mấy. Càng ngày càng tăng, càng ngày trái đất càng không có đồ ăn. Thì làm sao nhân loại sẽ đi đến ngõ cụt sao? Không phải. Bề trên đều có cách. Chúng ta đó ăn nhiều chừng nào chúng ta ngu chừng đó. Tại vì mình lo bận rộn với ăn, rồi cứ đi tiêu quá, rồi cứ đi lo nghĩ ăn không à. Quý vị nên nhớ là có những người á, tối ngày cứ đầu cứ suy nghĩ, vừa ăn xong bữa cơm á, nghĩ ngày mai tôi ăn món gì, đồ gì ngon. Có nhiều người sống chỉ vì ăn đó, họ biết rất là nhiều. Họ nghĩ họ có tiền, rồi họ nghĩ nhà hàng nào ngon, nhà hàng nào đó. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Cứ đói, đụng gì ăn đó, có gì trước mặt ăn tới đó. Mình sống để mình sanh, mình học hỏi cái trí tuệ tăng trưởng để mình về trời. Còn nếu mà cứ nghĩ ăn hoài, đố các con mấy người đó sẽ thành gì? Ngạ quỷ á. Tại vì ít nhiều họ cũng ăn đồ ngon, là mấy con sống là bị nghiệp. Rồi cái cổ con mà nó lại cái à, cái bụng gì nè, ăn bao nhiêu cho đói. Mỗi lần cái vụ mà cúng mà tuốt trong góc này nè, con ngồi xuống đây, tuốt trong góc là nó tới nó ăn hoài đâu biết no đâu. Giờ cái cổ nó chút xíu nó nuốt cơm không được. Nhưng mà cái tưởng giác của nó đó là ham ăn, thì sống như là ngạ quỷ. Người ích kỷ cũng sẽ thành ngạ quỷ. Tới họ không có làm chuyện gì có tội nhiều, nhưng mà họ, cha mẹ, chư Phật cho mình cái xác phàm, mục đích không phải là ăn. Ở ngoài kia, trong cái không gian một chút xíu thôi là có 80 tỷ cái đồng hồ. Còn xác phàm mình, người trên cái quả địa cầu này, dân số người ta đếm roughly được á là 8 tỷ. Cho nên những đồng hồn á, nó muốn đầu thai mang kiếp người lắm. Một người mà vừa mang bầu á là biết bao nhiêu đồng hồn nó nhào tới để nó dành, nhào vô để đầu thai. Nhiều lắm thời nay. Cho nên những đứa con mà nó ra đời con của mình á, nhiều lúc nó đâu phải con của mình đâu, nó chỉ mượn bụng mình chui ra để nó quậy mình á, có nhiều lắm. Rồi những cái dông, những cái thành tinh ở ngoài kia, tam thiên đệ thiên, cái những thành tinh hiện giờ cũng đang tận thế, những thành kia tinh kia nó không có phước là gì, nó không có thiên tử đầu thai, nó không có được cha chiếu cố như trái đất này, nó không có được Phật đầu thai xuống, nó không có được chư thánh chư bồ tát đầu thai như nước Việt Nam. Nước Việt Nam là một nước có đại phước của mấy trăm quốc gia trên quả địa cầu này. Những cái hành tinh ngoài kia đang hủy hoại thì chúng sanh ở những hành tinh đó họ đi bay để tìm những cái hành tinh khác để họ đầu thai nữa, thì họ bay qua hành tinh này nhiều lắm. Mà bên kia không phải là sàng lọc mà sự tiêu diệt luôn. Nó cũng giống như thời mình coi dinosaur của trái đất mình vậy đó. Rồi họ dùng những cái vũ khí tối tân, họ hủy hoại nhau. Rồi cha cũng cho xóa luôn, để cho những thần hồn đi những cái nơi khác, có cuộc sống khác. Ở cái trái đất này, hôm nay mình còn ngồi đây, qua cái bệnh Covid này, mình phải trân trọng là đại phước, là cha từ bi. Trong kinh sấm Đức Thầy có nói, cha đã phán rồi, nhân loại thời nay ác quá, đúng không? Có một thằng con nó khóc là thiệt á. Nếu không Đức Thầy không có giết trong thấm cơ vậy đâu. Mà bây giờ cho vô hỏi là cũng là thiệt đó. Thì mình mới còn ngồi đây, thì mới đẻ ra mấy cái thằng khao đi nè, để lên đâu bày cái núi mình. Con thấy nó lấy ăn báo quán không? Vô minh mà. Bởi vì
khi mình làm gì mình thi ân bắt cầu báo, chứ không bao giờ kể công với mấy tụi nó. Bây giờ chú Hụ ra bữa ngồi họp với nó, hỏi cái Trang là đi, thôi đâu có nói cái trái đất này được cứu là nhờ tao. Mẫu là mẫu mà của là bà nữ thần tự do nói chuyện với Hụ hoài à. Cái quốc gia này không có chia Mỹ trắng như Mỹ đen, không có chia làm đôi là cũng là nhờ tao. Mình không có nói vậy được, nói vậy chắc nó đuổi khỏi phòng họp phải không? Đá đích lên này. Nhưng mà thiệt không, càng ngày cái dân số nó càng đông. Trong tương lai nhân loại của mình, bây giờ con nghĩ nhẹ làm sao mình có đủ đoàn. Con nghĩ hồi xưa đó, cách đây trước 75, đâu ai bây giờ nghĩ ra giống như mình nuôi cá hồ, tôm. Không, mình phải đi đánh ghe, đánh cào á, nhiều lúc cả chục chiếc vô cào chưa được, chừng 3 cần xé nữa. Mà giờ nuôi tôm cứ vớt lên, rồi nuôi tôm con là vớt lên. Thấy là con người khôn hơn không? Văn minh hơn rồi đó đúng không? Cá thì cũng vậy đúng không? Bây giờ chỉ có gạo lúa, bây giờ con thấy Ấn Độ không? Nó cách nó trồng cực kỳ siêu giống như Ukraine cũng vậy. Cho nên lương thực nó lại tăng hơn nữa. Thì ở trên tất cả những cái mà công thức và những cái mà để đáp ứng chạy qua địa cầu này, trong tương lai khoảng 30 tỷ người á, vẫn có đoạn. Nếu chúng ta đừng giết nhau, đừng đánh nhau, chúng ta đoàn kết lẫn nhau sống ở một cái thời vàng kim. Mình nói giả sử mỗi một năm thằng Mỹ nó bỏ ra mấy trăm nghìn tỷ nó lo suy nghĩ chế vũ khí, không nghe là cũng vậy, mày chế tao chế, Kim Jong Un nó để cho dân nó đang đói mà nó vẫn bắn qua tiễn dù dù. Con biết nó bắn một cái nó thể nuôi dân nó cả mấy tháng, mà sao nó vẫn bắn hoài vậy? Là vì nó không có lòng tin lẫn nhau, nó nghi kỵ lẫn nhau. Ở thời Phật Di Lặc xuất hiện, những cái thời sắp xảy ra không còn mấy cái đó nữa. Thì những cái tiền mà gọi là phí, cho nên tiền mà chế vũ khí á, chỉ cần lấy 10% hiện giờ tụi nó xài thôi là có thể chế tạo ra lương thực, có thể chế tạo ra đồ ăn khủng khiếp để nuôi cả quả địa cầu này. Đâu ai chết đói, chúng ta chết đói, Việt Nam sắp chết đói, Tàu sắp chết đói là gì? Chúng ta đánh nhau với nghe nước Ấn Độ nó không có viện trợ lương thực này nọ, rồi những cái nước mà bắt đầu chuẩn bị chiến tranh họ đâu có dồn nỗ lực để mà làm nhà nông như nước Việt bây giờ. Thằng Trung Cộng nó muốn ra đồng hóa nước mình, nó chặn 14 cái đập. Nếu mà nó đừng có cái lòng tham, đừng có cái tính toán xa mà mưu mô hiểm ác, thì nước Việt mình hôm nay á, là cả cái đồng bằng sông Cửu Long, bao nhiêu tỉnh miền Tây làm được biết nhiêu lúa gạo, có nghĩ không? Rồi tại sao mình phải làm như thế? Thì khi mà mình đã làm như vậy thì tự mình diệt chủng cái trái đất của mình, rồi tự nhiên mình ở đây không yên, đi lên trên Bắc Cực phá băng tiếp. Cái băng tiếp nó cũng có cái tốt của nó, để mà giữ cái mực nước của cái biển, rồi giữ cái nhiệt độ của mình. Hôm nay á, nó đi làm tùm lum hết Trung Cộng á, xuống Nam Úc nữa. Rồi nó đốt hang đá đó, để mà làm cho lũng cái bò gòn của mình nữa. Làm bao nhiêu chuyện nghịch thiên như vậy, thì làm sao nhân loại tồn tại được? Thế nên từ đó Bill Gates mới cấu kết Trung Cộng tạo ra con Covid năm 2019 để mà làm cho dân số giảm sút, nhưng mà không có nghĩ một cái đường hay hơn để làm cho dân số tăng lên mà ai cũng thái bình, đó là không có còn tham, không còn độc tài, không còn tính, không còn chế vũ khí. Sao mình không giỏi chế một chiếc spaceship đi qua ngoài không gian chung nhau đi? Mình đi chế vũ khí, mình đánh nhau làm gì, mình cùng ở ngoài địa cầu này. Bây giờ mình nói giả sử nha, thằng Trung Cộng nó nẻ qua Mỹ, qua Hawaii hay là qua Cali này, một cái bom nguyên tử, bom Mỹ nó nhịn hả? Nẻ là 10 trái. Cứ nghe là Á Châu cũng tan banh, Mỹ Quốc cũng tan tành, tàu vận chuyển ngừng hết, hàng không mà đi về hai bên cũng ngưng luôn, vì ai chết đói? Cái thằng bấm nút nó đâu chết đói đâu, dân mình chết đói đúng không? Cho nên tương lai của quả địa cầu này, thời vàng kim á, quý vị, nó nhiều dân số đó, không phải 8 tỷ đâu. Nhưng mà dân hiền nha, hiền lắm. Rồi tuổi thọ của chúng ta lại tăng là vì sao? Là vì mình đã biết được bệnh Covid, mình đã trị được Covid. Những cái bệnh gì mà hiểm độc nhất, dễ chết nhất, giống như ngày xưa có ai nghĩ là bệnh Sida chữa được không? Cuối cùng rồi hôm nay mình cũng chữa được đúng không? Hồi đó là ghê gớm nhất, ai nghe tới cũng ớn hết trơn á. Nhưng mà đâu có ớn bằng Covid.
bây giờ là mới cái đây 2-3 năm mình có dám ngồi kiểu này không? Không đúng không? À, cái bệnh này là bệnh cực kỳ là ghê gớm nhất của cái thời đại mạt pháp này, là nó thới của quả bom nguyên tử, nhưng mà mình cuối cùng cũng vượt qua. Mấy gì từng rồi nói rồi, mưa thần gió quạt nghĩa là Covid cũng qua luôn á. Trong những cái thời đại sau này, dân số ở đây tăng, nhân loại không có như nhân loại thời nay, hiền lắm, không có cái sự kỳ thị lẫn nhau, không có sự hơn thua, tranh giành quyền lợi hay là đi lấn đất giành dân nữa. Những cái câu hỏi tăng dân số xuống dân số. Thôi chuyện thôi. Phải không? Mình trả lời rồi phải không? Ơi còn câu nào nữa không? Áo đỏ còn đẹp quá ha, nhìn giống mình tiên nữ áo đỏ. Đổ sư phụ. Con. Sư phụ, ở trong cái câu mà sám hối á, có cái câu từ Thượng Đế xuống Hồng Trần, tất cả 96 vạn ức thiên căn. Như vậy thì cái thiên căn là cái gì thưa sư phụ? Linh căn chứ không phải thiên căn. Linh căn. Linh căn là mỗi con người. Là chính xác nữa là nói là lúc mà đó là của cao đài, tôi không có rành gì cao đài, mà đại cao đài cũng là cha đúng không, cũng thờ thiên nhãn là con mắt đúng không, là nói là mắt Thượng Đế, nhưng mà mắt của con Thượng Đế hay mắt của ai mình đâu biết. Thì cha gả xuống thế gian vậy đó để mà học hỏi để về trời, là 96 vạn ức người chúng ta này. Có, tại vì khi mà xuống trái đất, cái vong hồn cũng là dân số, tuy là họ không có mang thân người, nhưng mà họ cũng là đang lẩn quẩn trong cái quả địa cầu mình. Không thành mấy con heo, con chó cũng là một chúng sanh đúng không? Giờ con ngồi con đếm đi, con có đếm được con ong bao nhiêu con ong không? Con có thấy thành phố New York hôm nay biết nhiêu chuột đúng không? Đó, dân số New York nhiêu người ta, mình cho giống như 20 tỷ chuột nó gấp 10 lần thì nó nhiêu con ta, ấy 20 triệu chuột gấp 10 lần là 200 triệu đi, thì 200 triệu chúng sanh nó cũng là 96 vạn ức thiên căn, cũng linh hồn nha. Thì mình mới tính luôn rồi thú nữa, rồi Africa nó đẻ ra con thấy quá trời luôn, ăn vậy, nhau rồi giết chỉ nhau. Có ở đi cầu thôi chứ không có tính luôn mấy cái chỗ khác hả? Dạ. Đâu khác thì qua bển hồ mới biết được. Đầu kiếm này đầu hai ngắn mũi quá, mới có nửa gió thoảng thôi để biết trả lời nhiêu. Tôi chỉ biết là kiếp này thời Phật Di Lạc, thời vàng kim, là sư phụ với đức thầy là người sẽ đưa hết 96 vạn đức linh căn để về trời đó, mà quân số mà ít là sư phụ về trển bị cha ký đầu đó, là giống như thất chức đó. Còn xuống ăn hô lộ quá gì, có thân trước thân sau không? Có là thức chắc không? Không có là không có lộ, con múc ruột con cho. Cho nên kỳ này gắn về đông đông nha, để cho sư phụ được khen chứ không gì. Sư phụ cho con xin hỏi một câu sư phụ. Thưa sư phụ, mấy cái clip trước đó, sư phụ có nói là tụi con họ Thiên được sư phụ vẽ trên trán là rất là may mắn, là nếu mà tụi con lỡ mà có làm gì mà ở dưới địa ngục thì sư phụ cũng sẽ đem tụi con lên. Thì con này con nghĩ như vậy nè, tại vì hình không phải dễ như vậy. Cái này con nghĩ nha, tại vì thí dụ á, con là người đi xài cái bad credit, con cà thẻ quá nhiều, con phải trả hết cái nghiệp của con, sư phụ mới đem lên con lên được. Tại vì con sư phụ đâu có trả giùm con được. So that's why con nghĩ là con phải đủ cái good quality, con tức là con phải là người tốt, sư phụ mới đem con lên được. Tại vì cỡ nào con phải trả hết cái nghiệp của con thì con mới được theo sư phụ. Chứ nếu sư phụ đem con lên tự dưới địa ngục thì đó là sư phụ trả cho con cái debt. Sư phụ sẽ phải trả hết tất cả mọi người, là sư phụ sẽ bị bankruptcy.
Dạ còn cái nữa, tại con lần sư phụ. Câu nào trả câu đó đi. Dạ rồi con. Để trả lời câu của con. Thứ nhất, sư phụ có khả năng đó thì nếu không sư phụ không có đề mong thiên ánh ba của ông Trang thành như vậy, đặt tên nhẩm. Thứ hai, má của Trinh cũng không được. Ít ít thì ok, mà tùy theo đứa. Trừ khi trường hợp thế bây giờ ở trên kia, tại sao Đức Phật có thể xóa tội cho Ngài La Sát giết 999 người được, đúng không? Chỉ còn quay đầu, con quay đầu, sư phụ là một cái tiếng nói cũng nói chào đệ tử con hồi xưa dưới trận làm thơ hay lắm, chẳng lỗi lầm chút rồi xóa, cha xóa cái là xong, có nghĩa là ngày mai mình sáng hối lại vậy. Cho nên at the same time sư phụ dạy mấy con cách process, để khi sư phụ có về trời ở dưới thế gian mấy con cũng phải biết để sư phụ giúp được, nhưng mà mấy con phải tự lực, là phải tự bò lên núi hay là lên đi ở nhà phải thờ cha phải lại sám hối. Khi mình có chuyện gì mình lại sám hối liền thì cái nghiệp đó xóa liền, và đồng thời cái tâm mình cũng thấy yên tâm vui nữa. Mấy không tin mấy con làm thử nha, bữa nào mà con không giữ với chồng con đi, con đừng có nói cho nó biết. Vừa cái con thấy ái này còn xin lỗi thì mắc cỡ không xin lỗi không, con vô lại sám hối cha, bảo đảm ra là con ôm ổng con hung liền. Không phải là do con mà là gì, ở trên đã xóa cái tâm con cũng cảm thấy thoải mái thì tự động ổng cũng vui lại nữa, con không cần xin câu nào, mình không lỗi cả nhà quề hết. Thì thử sư phụ nói là làm thiệt, mấy con xuống địa ngục móc gì hết. Con thử rồi sư phụ. Thử à? Quất không? Anh Long đâu? Long luôn. Long. Dạ. Long mình đâu? Nhiều khi là ảnh làm cho con giận lên, mà con hồi xưa là con rất là sân si luôn sư phụ. Con là một người rất là nhiều tội lỗi sư phụ. Nhưng từ ngày mà con biết đến sư phụ tới giờ với lại mọi thứ, con anh đang sám hối và con rất là tương đối là khác hơn hồi xưa. Tương đối hồi xưa. Dạ cho nên nhiều khi ảnh làm cho con giận lên thì con chuẩn bị con sân lên, nhưng mà con nhịn, con đi vô phòng cha mẹ con lại, mẹ ơi con chuẩn bị sân si, con không biết làm sao, xin mẹ đổ cho con. Rồi con cứ vậy mà con lại, thì tự nhiên con lại xong rồi á, thì tự nhiên con có một cái điện, giống như có một cái gì đó chỉ vô đầu con đó, à con hiểu rồi. Cũng giống như là mình tự dặn lên rồi mình tự sám hối, rồi bắt đầu mình tự nhận định ra cái đó là cái sai của mình, và mình khi mình xong rồi mình đi ra thì mình không còn dặn người đó nữa. Và con đã thực hiện rất là nhiều, không phải chỉ riêng với anh Long, mà con và con thực hiện với tất cả, đôi khi những bạn hiểu của con hoặc là những người chung quanh con, đồng nghiệp con thật sự là một người tội ác rất là nhiều luôn. Bao nhiêu mấy chục năm nay con không thể nào tả được, hôm nay con sám hối. Làm vô cảm động quá, cái đệ tử này gió tay lên đệ tử này nhé, quan hên thế nào cũng được vậy ha. Cô về được cha khen biết mấy. Dạ con hùng hồi sáng thì à, con cũng sám hối với Long mẹ. Long đâu rồi, vô không giận. Con cũng sám hối với mẹ, con cũng xin mẹ, xin cha. Mấy dạ, con bắt trước cái này á, là bài học cho mình á. Con nguyện đời này con sẽ theo về với sư phụ. Quyết định vậy nha, vỗ tay. Đó thì cha chỉ cần vậy thôi. Còn chuyện quá khứ, trước gặp sư phụ mấy con là sao sư phụ họ đều hiểu hết. Sư phụ cũng đã từng như vậy. Cũng sư phụ không có làm những chuyện gì tội lỗi, nhưng mà sư phụ cũng từng là giống như sống ở đây một mình một coi mà. Sư phụ cũng từng được một đống mễ được nó quýnh đó, đó. Tại nó cứ hiếp mấy con gái Việt Nam mình đi học á, thì sư phụ cũng có cái lỗi đó. Hồi xưa sư phụ lập cái đội đá banh thì cứ ra đường đằng nào hiếp người Việt Nam là tao rượt mày à. Thì cũng là sân si đúng không? Nhưng mà sau này mấy vị nói cái đó cũng là một phần đạo nghĩa, mình mới làm được chuyện đó. Lỡ như có súng nó bắn cái hồi thì sao? Nhưng mà mình thấy nó hiếp người mình chịu không nổi, thì cái đó cũng có lỗi. Bây giờ kêu thụ làm hồi khỏi, quýnh tao là cho quýnh luôn. Thì đệ tử này rất là làm gương cho các con họ thiên đó, tốt á. Nên
Nhưng mà sư phụ hứa sao vô làm đúng. Phật Bồ Tát không có gạt chúng sanh, Đức Thầy không có gạt mình. Những gì trong kinh điển Đức Thầy nói mấy con nên học, những gì sư phụ nói là thiệt. Tất cả họ thiên sư phụ cố gắng đưa về trời hết. Nhưng nó không được, nó ỷ lại mà được. Đừng có ý lại. Tại ý lại thì khó khăn như phụ một chút. Nhưng mà phụ sẽ dìu dắt. Thí dụ như nha, Kim Bản đi, còn trẻ, phụ 30 năm nữa phụ về trời, nó cũng còn ở đây ít chứ cũng 60 phải không. Thì 30 năm đó ít nhiều phụ cũng xuống coi Kim Bản làm gì. Lúc đó cũng bà già 60 tuổi rồi. Nhưng mà chưa chắc bà già 60 tuổi là hoàn chỉnh đúng không. Làm sai phụ cũng giả mặt như thường. Thì đại khái là có cái đó. Thì những gì phụ hứa thì phụ cố gắng làm. Không làm được phụ cũng xin. Nhưng mà mình phải tự đốt đút đi á. Cho nên bên Công giáo họ có đúng một điều là Thượng Đế xóa tội được. Bên Phật thì nó là cái nghiệp. Thì cả hai điều đúng hết. Nhưng mà bên ở khúc giữa là thiên đạo. Mình học Phật thì mình nên nhớ vừa có nghiệp vừa có cha xóa tội. Mình chỉ khác hơn bên đạo Phật chánh tông của mấy Phật tử là cha là phải nghèo nghèo. Tại Phật tử là buông bỏ, cái gì cũng bỏ bỏ, tức làm cho người ta depression, không có cố gắng làm ăn, không có học cao, không cứ nghĩ là bệnh với già với ăn tiền già với là giống như rảnh mới vô chùa. Mình không có, mình ra đời cũng là số một, không có để cho những cái người mà bạn mà làm chung hãng mình có thương mình. Mình sáng tác nhạc cũng sáng tác hay, mình làm gì cũng hay, mình tu cũng giỏi luôn. Thì đó là con của ông trời, khác nhau chỗ đó. Thì một đời này á, tại sao cái Thiên Tâm ra đời thì mấy vị nói là sẽ đưa 96 dạng ức linh căn về trời lại chỗ đó. Nó khác hơn. Còn bên kia là ma quỷ ngày xưa nó nói với Phật là nó cho con cháu nó mặc áo vàng, cạo tóc để làm hư cái đạo. Thì nó chỉ dạy bao nhiêu đó, nó đâu có dạy hơn nữa. Cứ lần quần giống như gà xây cửa mã thôi. Rồi gặp cha thì chửi cha, gặp mẹ thì mắng mẹ. Thì con nghĩ cha nào xóa tội, mẹ nào xóa tội. Con cứ nghĩ thử. Hiện bây giờ đó là biết bao nhiêu Phật tử đã hơn người bình thường nha. Bình thường họ không biết đạo nhưng mà họ gặp sư phụ thù dạy lẹ hơn. Còn Phật tử á, nói họ nói lý lại. Rồi nói tới Thượng Đế là họ trời môi, họ chửi. Chửi không phải là chửi mà chửi ra miệng, mà trời môi có nghĩa là một hành động ngã mạn đó, không biết không? Là cũng là tội đó. Ý sử dụng nhưng từ sai cho đó. Thì là xuống đi một liền rồi. Mình có phước hơn Phật tử dạng lần đó. Đã trân trọng. Thế là mình chưa nói là thằng mấy ông thầy gạt gẫm về tiền bạc đó là chuyện nhỏ. Gạt gẫm mất luôn cái linh hồn mới là chuyện lớn. Mất tài là chuyện nhỏ. Mất luôn một đời người, mất luôn cái linh hồn mới là lớn. Như nãy em gái này á, họ thì ông ai biết ổng đi xuống cầu, em mới đi xuống chỗ mà ổng. Tại nãy bữa nãy em cãi lộn để mà gây dành luật sư lấy cái chùa vậy đó, sư cô vậy đó. Hôm nay ngồi ở đây nghe hỏi thiên nói chuyện. Em đi trước anh mà. Kể nào, kể tiếp nào. Tại anh mệt, tại anh cần người nói chuyện để anh ngồi anh thở. Không, để kể chuyện cho anh nghỉ ngơi nha. Không, anh ngồi à. Để nói chuyện để thử. Em nói chuyện để cho anh chị nghỉ ngơi. Không, nói chuyện đạo đi. Cái này là cánh tay đắc lực của sư phụ sau này để hoàn pháp. Trí tuệ cao xíu, tiết cốt rồi. Đạo hay là chuyện đời? Đạo. Là kể chuyện đạo là như thế nào? Kể về cuộc đời của em á, làm sao mà em hộ pháp ra đạo, rồi em nhìn thấy trong cái màn ba này nè, thầy như thế nào, Phật tử như thế nào, chùa chiền như thế nào, một cái hệ thống, cả những cái chuyện gần đây á, là luyện võ công rồi như thế nào, luyện tới tẩu quả nhập ma một đá, giờ tôi mới đi sửa. Anh à, có gì kể đó, sự thật là được. Thực ra thì cuộc đời của em bây giờ là 50 tuổi, nhưng mà là biết đi chùa lúc 3 tuổi, là nhờ ông cậu đi tu.
Nhưng mà thực ra thì em cũng không biết là mình đi chưa, cuộc đời của mình để đâu nữa. Lớn lên thì chỉ có thích đi chùa rồi, tới chùa rồi, nhưng mà cũng không có hiểu mình đến chùa để làm cái gì. Thứ nhất là em thích tới chùa để ăn thôi. Và em thích mấy là tại vì mấy thầy tới chùa á, mấy thầy thích em lắm, nghĩa là vừa vui. Cho nên là về đó cái mấy thầy cho trái cây nhiều. Thế mình cứ tới chùa là mình được trái cây đem về. Là thích tới chùa vậy thôi, không có cái ý niệm gì hết. Nhưng mà khi em học đại học xong đó, em là ở Việt Nam. Lúc đó em làm cho một cái công ty đó rất là của Mỹ. Cơ duyên là em qua tới đây thì em không biết. Nhưng mà lúc em làm cho công ty đó được 3 năm thì em có ơn trên nói rằng em phải đi qua Mỹ để mà làm một cái việc gì đó em cũng không biết luôn. Nhưng mà các anh chị có biết em đi qua Mỹ thời lúc bấy giờ là Việt Nam chưa có du lịch, mà em chỉ làm cái giấy đi du lịch trong vòng 3 ngày em tới Mỹ. Và cái người mà kêu em đi đó, em gọi là sư huynh á, thì cái anh đó giống như anh Kiệt vậy, điểm ở trên về. Anh mới nói là em phải qua Mỹ để mà hoàn tất một cái công việc gì đó mà em không biết. Mà em nói, ủa em qua Mỹ để làm gì em không biết luôn, tại sao em phải qua Mỹ? Để nói em cứ đi về, nói công ty của em nó cho em đi Mỹ. Thì em về em mới nói ông sếp em cho em đi Mỹ 2 tuần chơi. Ông Mỹ ông nói, ủa mày ở đâu bên đó? Nó không biết luôn, cứ cho tao qua 2 tuần. Khi em đi lên đại sứ quán ở Việt Nam đó, em xin không có giấy tờ đi Mỹ được, tại vì không có giấy du lịch. Thì cái ông đại sứ quán ông nói là đi qua Thái Lan á, xin ở bên Thái Lan sẽ được đi. Thì em qua Thái Lan á là em đúng 2 tiếng đồng hồ để em xin cái giấy đó em đi qua Mỹ. Và khi em qua đây á thì cái anh sư huynh đó anh mới nói là ơn trên đã đưa em đi. Và em không biết đi qua đây làm cái gì. Thì thật ra thì cái anh đó là anh ở tù, giống như những người mà ở tù vậy. Anh đã vô tù và anh tu, anh được điển như anh Kiệt vậy. Cha mẹ đưa về và anh đã đi ra ngoài. Khi anh ra tù á thì anh mới lượm lặt, anh gọi là 36 thiên can 72 địa sát. Anh mới đi kiếm những người đó lại để anh làm. Thì anh kiếm ra mình. Ok. Mình là một trong những 32 76 gì đó mình không biết luôn. Cái đệ tử này xưa cũng bị cũng nặng. Anh thì bữa bị cũng nặng lắm không ta? Dạ, anh của em bị ung thư ruột mà thời kỳ thứ tư á, sư phụ với là chị. Thì cách đây một năm mấy thì em cũng có kể chuyện là từng vừa rồi. Thì anh cũng nặng lắm, thường thường thứ tư thì cái ung thư nó lây ra tới cái liver, tới cái gan rồi. Thì theo như em nghĩ á, thì bác sĩ cũng nói là chắc cũng cái thời gian cũng không có lâu đâu. Nhưng mà nhờ cũng có duyên thì em mới biết được sư phụ ca đây thì mới là giới thiệu anh của em qua gặp sư phụ ở bên sư phụ qua bên Texas á. Thì bữa đó có duyên lắm thì sư phụ có gặp thì sư phụ có làm cầu nguyện cho một cái ly nước thì cho anh em về uống, nói là uống từ từ và cầu nguyện. Thì anh em cũng làm giống như quý lắm, rồi về cũng làm giống như vậy, rồi đọc chú đại bi ăn chay niệm Phật và cắt tay có khoảng 2 tuần thôi. Dạ. Khi mà trở lại gặp bác sĩ á, thì chụp MRI thì cái kết quả là cái ung thư ở trong cái gan đó, nó lây ra gan đó, không còn có cứu một cái gì hết. Thì cái người bác sĩ mà chuyên môn về trị anh con ung thư thì họ rất là ngạc nhiên, tại thời kỳ thứ tư mà cái cơ hội mình mà còn sống đó, rất là khó. Mà anh con không phải là không hết mà còn khỏe, mà không còn ung thư, không có còn cái tumor trong đó nữa. Một cái đặc biệt lúc mà anh con mà bị làm chemo với lại radiation đó, thường thường làm ở đó thì mình bị sai lệch phát của cái thuốc đó, mệt mỏi tắt gụng hết, anh con không gụng tóc luôn. Cái đó là một cái điều tuyệt vời. Và thì cũng nhờ cái tâm linh, thêm nhiều khi mình bệnh thì mình phải lúc đó mình ai mà nghe một cái sự mà bệnh ung thư cũng như một cú đánh này, mà mình nghĩ là cuộc đời của mình đã hết rồi. Nếu mà mình tới Phật Pháp thì cái điều mà con chạy mình tới Phật Pháp, mình tin trong Phật, mình có tâm, trong tâm mình có Phật thì lúc nào Phật trong tâm mình cũng có Phật. Nếu mình tin, mình sẽ làm những cái lời Phật dạy, làm theo những gì Phật nói, những cái tâm mình Phật, nghĩ Phật, tâm mình thiện, nghĩ thiện, làm thiện, thì con chắc chắn rằng cha mẹ và các chư vị không bao giờ bỏ mình.
mà cái chuyện của con trải ra trong cuộc đời con nhiều lắm. Con còn nhiều chuyện mà cái niềm tin, cái tâm linh, cái Phật pháp nó nhiễm màu cả đàn. Mà hồi xưa em cũng từng bị bệnh, con em cũng từng bị bệnh, mà không thể nào ngờ được mà bây giờ con có thể có cơ hội ngồi trước mặt sư phụ với lại các anh chị ở đây. Cái đó là một cái nhiệm màu không thể nào diễn tả được. Và cái cảm giác nó tự mình mới nhận thấy được. Cũng như mình uống nước thì mình mới thấy nước nó ngon như thế nào. Mà nói nhiều khi mình không có người nào trải nghiệm, không có cái lòng tin á, thì người ta không có biết được cái cảm giác đó. Thì hy vọng là ai mà nghe được, mà hiểu được, khi mình bệnh bất cứ không phải là mình bệnh, mình mới tìm vợ chồng nha, không được vui vẻ, không được hạnh phúc nè, nhất là người đồng thọ của mình, con cái bệnh tật nè, việc làm nè, bất cứ chuyện gì, niệm Phật. Con nghĩ rất là hồi xưa con không có biết về Phật pháp gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi. Rồi làm những gì mà cái tâm mình của mình làm cái gì thật lòng, mình làm cái gì với cái tâm của mình, thì một ngày nào đó Phật sẽ chứng cho mình. Con hy vọng là như vậy. Cảm ơn Phật, cảm ơn sư phụ. Rồi tới này hiền á, ông mến tử này từ bữa giờ chưa biết tu, nhưng mà theo cho phụ một thời gian ngắn tu giỏi những đứa theo trước nữa đó, rất là giỏi, giờ là giỏi vậy đó. Thấy con vui rồi, phụ mừng rồi, lúc trước kiếm nụ cười không ra. Hồi xưa con mắt của em tới nỗi mà em khóc á, quần luôn á, đen thôi á, em khóc mà nó đen dưới đây luôn. Là chị Olivera là kem phấn dụng lỗi đủ kem hết luôn, nó đen ở đây. Tại lúc nào mình cũng khóc á, cái tâm của mình nó không có được bình an, rồi khóc ngủ không được. Cái con mắt của em á, con mắt của con hồi xưa là nó đen như là tại con gái nó bị bệnh mấy năm trời, khóc nhiều lắm, thức trắng đêm luôn, làm nhiều khi ngày 16 tiếng về lo chồng con, người con cái bị bệnh là nó đen dữ lắm. Mà từ lúc gặp sư phụ bây giờ tự nhiên cái hồi xưa mỗi lần mà chụp hình á phải lấy cái tâm đánh nhăn cái tâm của mình phải kéo ra gì chứ nó không mà thấy nó giống như mình bình thường ngủ chị với sư phụ. Tự nhiên bữa đó mới chụp hình với sư phụ khách hàng từng bữa Tết á, cái mình nhìn hình mình lại nó ủa sao mình con mắt của mình sao nó thay đổi nhiều quá, nó không có còn buồn, nó không có buồn buồn giống như ngày xưa nữa. Thì lúc đó mình biết thật sự cái tâm của mình nó không có còn buồn, không có còn đau khổ. Tại lỗ tai còn bị nít nữa. Dạ, em còn nhiều chuyện lắm. cũng dạ. Chỉ hết luôn. Thì cái tai cũng vậy, cũng bị nhiều lắm, nhưng mà bây giờ hết. Tết thì khi mà ngộ lắm là sư phụ con có thể xin hai cái. Nào đi nê là bỏ xác đi nê. Mày không bỏ xác không cách nào đi nê nha. Mình nói thật chứ mà đâu hả? Bây giờ tiên thôi. Nghĩa là chị hết bệnh như vậy rồi là đổi như vậy. À thiên nhiên thôi, ai cái thiên nhiên, cái chuyện của thiên nhiên mới hay. Thôi. Hỏi đi con. Ở đây có nhiều chuyện vui nhưng mà cuối lời con lên đây này, lên đây ngồi. con trải qua rất là nhiều cái problem, cái chuyện đủ thứ, mà bây giờ nhờ cái sự thiền định mà sư phụ dạy con ấy, rồi tự nhiên giờ con có suy nghĩ này là những cái gì mà con trải qua trong quá khứ ấy, là những cái bài test của con. Và con thấy là con đã vượt qua được. Và ví dụ con buông bỏ những cái đó hết, là con không có dướng bận những người đó, con tha thứ hay là họ tha thứ. Nhưng mà nếu mà họ không tha thứ cho con, họ có làm khó dễ con không? Nhưng mà con thì con bỏ qua hết rồi. Trong vạn vật đều có cái từ bi hết, có tánh linh hết. Không như con người, cái người dữ nhất là gì? Họ không có hiểu đạo, họ không biết tu. Họ, cái ngã của họ, nhưng trong thâm tâm họ cũng có một cái lòng nhân từ. Thì con cứ nhường nhường ý. Cái người mà hung dữ nhất mà gặp con nhường nhịn ý, thì họ cũng thành hiền luôn. Con cứ yên tâm, mình cứ một đường của mình đi thôi. Còn có gì người ta giữ, cái mình giữ lại, cái là bao nhiêu chuyện của mình tu tập. Thì mình làm một cái chuyện mà ví dụ mình có thể sân lên mình đánh người ta, người ta đánh mình, có thể là xảy ra án mạng, có thể uổng không? Cả hai đều uổng. Nên thôi nhịn được, nhịn luôn đi.
thì con nhịn được sư phụ, mà con còn suy nghĩ vậy nữa. Con nói thí dụ như thỉnh thoảng hay gặp cái người đó mà cái người đó rất là khó chịu, không bao giờ mà có một cái sự mà thân thiện với ai hết. Nhưng mà con lúc nào cũng gặp người đó, bây giờ họ là người lớn, lúc nào cũng gặp chào. Nhưng mà tự nhiên con suy nghĩ một ngày nào, ok con không có cần người ta đáp lại, nhưng mà có thể người ta sẽ nói con nhỏ này mình không ưa nó, mà mình lúc nào cũng tỏ thái độ mà nó vẫn lúc nào cũng rất là vui vẻ với mình. Có thể một ngày nào đó họ sẽ thay đổi, có thể họ sẽ không có đủ duyên để gặp con nữa, nhưng mà họ sẽ thay đổi thái độ để đối xử với người khác. Tức là con đã gieo cái duyên đó cho họ, thì những người khác nhận được cái đó là con thấy con rất là vui sướng. Cái sau này họ biết con đeo dấu hiệu của cha, cái họ hỏi họ đeo luôn á, để con độ được cái đó là con đại phước luôn á. Con buông bỏ hết rồi, con thấy con buông bách trời buông đó mà. Dạ. Tưởng buông hết, buông tay thôi, trường tay lo cho gia đình. Dạ, con rất là trân trọng ông xã con. Trường tay lo cho chồng, dạ. Lo cuộc sống. Con rất là thưa, trân trọng ông xã, giúp con nhiều lắm. À, Hy là một cái người Mỹ, không biết gì về đạo, nhưng mà Hy rất là supportive. Cái giờ mà tới cái giờ chiều tối em tắm rửa thay đồ xong em nói hay it's time for pray, và ông tự động nói ok và ông đi qua phòng khác, không có một tiếng động để cho em tự ngoài này em đọc kinh, em gõ mỏ, em làm đủ thứ mà khi là không có làm phiền. Mỗi lần em muốn qua Thiên Long Sơn em đi Houston gặp sư phụ là lúc nào thì ok, khi rất là bận, dạ khi support con rất là nhiều. Cho nên khi mà sư phụ dạy con á, cái bữa mà sư phụ dạy con ở Houston á, sư phụ nói đời đời kiếp kiếp, đó cái bài hát một người thầy đó, và sư phụ dạy em đó, thì em chỉ viết ra những gì sư phụ dạy thôi. Đời đời kiếp kiếp phải sống trong chánh pháp, thì con cầu nguyện cho người chồng của con luôn là bị gì, cái người được support mình nhiều quá, mình phải mang cái ơn đó. Con nói đời mỗi ngày đó, con cầu nguyện cha mẹ là đời đời kiếp kiếp cho hai vợ chồng con, Thiên Hà Thanh và Thiên Trem Lôi, được sống trong chánh pháp từng giây, từng hơi thở, từng phút, được sống trong chánh pháp và được gặp những thiện tri thức và những người có năng lượng tích cực tới. Khi mình muốn lấy cái năng lượng tích cực, mình phải là cái người tích cực trước cái đã, để mình mới thu lại được. Tại vì đó là cái sự attract thì cũng vậy. Thì trời đôi anh lên chứ không phải đời đời kiếp xuống đây nữa. Yeah. So that's why em. Rồi chúc mừng một đệ tử. Nhất định là phải đi về trời, gặp cha gặp mẹ, qua giác ngộ. Lẹ. Ở sao ai có hỏi gì không? Bữa nay như là cũng hơi vui rồi nghe. Ủa sáng giờ mình ngồi mấy tiếng ta, từ mấy giờ bây giờ? Là mệt, dạ có cái này. Mấy giờ? Có cái này. Buổi pháp hội rồi ta có 2 tiếng của mình nhiêu rồi. Hỏi hai cái. Bữa nay mình 12 tiếng rồi hả? Ủa mà không ai ê mộng cho sao? Dạ. Hay giỏi vậy ta. Tôi muốn biết là hai cô đã học nhân điện phải không? Đã từng gặp ông Phúc là truyền nhân điện phải không? Dạ. Thì con xin mạn phép cái này con nói thì xin xin. Ok thôi, nói về Phúc đừng nói nữa, tại vì cái này phim này cắt tới cắt luôn rồi, mệt lắm. Phúc nãy là vừa Phúc mình dễ cắt. Còn giờ nãy giờ mình nói cái mình cắt cắt tội nghiệp đệ tử này ngồi lọc chữ Phúc mà cũng mệt. Đó, thôi đổi đề tài đi, đủ nghe rồi. Tại vì con biết cái ông Phúc này là đệ tử của ông Lương Xứng Đáng. Ok rồi, là lưu truyền những cái người đó sẽ lan rộng cái thiên tâm ra ở một cái thành phố đó, thì Zero, Virginia, hai nơi mà có thể kế tiếp, sau đó là Sydney vậy đó. Trong tương lai nếu mình có nhiều cơ hội thì nó cũng đại khái như là ở đây thì mình không nói nó quá bự, quá nhiều tiền phải không, thì mỗi một cái nơi kia mình duyên mình mua cái nhà mà rộng thiệt rộng thì mình thờ cha thờ mẹ để cho mọi con của ông trời đó có nơi tụ tập rồi cúng bái rồi cứ ngồi lại, mà thay vì mình đi với những cái người không có hiểu về cha mẹ, họ sẽ dẫn mình đi những cái đường khác và đi mất thời gian. Thì như ở đây nè, tất cả chúng ta là con của ông trời hết, thì mình nói chuyện con của ông trời, mình cảm thấy cái tầng trường nó thương nhau, hòa đồng với nhau, không có những cái gọi là tạp nhạp lộn xộn chung vô. Mình ngồi đây mình thấy vui đúng không? Thì là mình là họ Thiên là vậy, thì mấy vị cũng hộ mình là vậy. Cho nên mình mua một cái nơi, cái chỗ cũng là quan trọng. Hồi xưa Phật làm đạo cũng là Dương Kỳ Đà, cấp cô độc cũng cần một cái nơi mới ngồi nói chuyện.
chứ đâu phải lúc nào mình ngồi ở ngoài rồi nắng mưa kiến cắn rồi làm sao. Mình không có chỗ này sáng thì mình đâu có, có chỗ đâu ngồi. Ngày mai á, sư phụ vậy ngày mai mình có thể xin cha cho mình kiếm thật là nhiều tiền rồi để mình tất cả các anh chị em họ thiên với nhau mua nhà, mua tất cả các nơi nào mà anh chị em tụi con có với nhau, như là ở bên chị, ở bên mọi nơi có những căn nhà đó để chị em, anh em tụi con họ kia với nhau tới đó để thăm với nhau được không sư phụ? Ý là đó là mấy con hùng tiền á. Dạ. Sư phụ muốn tất cả là tự tốn tiền. Hụ đi đâu á, dù cũng nghĩ cho tất cả. Hàng mình sư phụ, tiền của sư phụ cũng phải tiền sư phụ. Ở trển coi cái công ty của sư phụ là kho có thiên đình hết, không biết. Sư phụ, tiền này cũng không phải tiền của tụi con mà tiền của cha cho sư phụ. Cho ai? Qua tay ai? Có nghĩa là xin đi làm business sư phụ. Ờ, làm business, thế đó là con cứ xin đi. Nhưng mà thật sự cha muốn cho mỗi đứa bao nhiêu á là dễ lắm, không có khó. Nhưng mà có thể mấy đứa con xin, có thể mấy cha cho đó, cho nhiều sư phụ. Tại sư phụ mình nhiều quá đó, nó sẽ mất đi cái phần là cái tâm. Người đời sau này cho nó ông này là tỷ phú mà muốn mua gì mua, trừ thế đúng không? Còn thật sự sư phụ không phải là tỷ phú thiệt, nhưng mà kiểu những người dư giả mà trên tiền mà ngó, nó đồng nào nó cũng chi chắc đồng đó, tháng nào tháng đó. Cũng có số tài sản tùm lum, nhưng mà nó cũng là bất động sản đó con hiểu không? Nó không phải như Bill Gates, Hoàng Kiều dư rồi không có. Ngoài thôi sẽ làm được mọi chuyện thế gian kỳ này. Dạ nói. Dạ thưa sư phụ, con là lính mới được một ngày. À, con quen lâu rồi, lên núi dạ. Mấy năm rồi. Mà nếu mà coi video thì con coi đã cả năm rồi. À, mới sau này mấy tháng này thì gặp sư phụ con. Rất là cảm ơn sư phụ. À, con có một cái chuyện này. À, để hỏi sư phụ là hôm nay đi chung với mấy người bạn họ rủ con tới chùa của thầy Vĩnh Hòa là đệ tử của thầy Tuyên Hóa, thì tới đó để người ta cho mình coi lyric của mọi người có nhiều lắm. Xong rồi cái quan trọng là thầy Vĩnh Hòa là trẻ phát trần. À, ba cái, hai cái, một cái tùy theo người ta họ con sáng hay đen. Thì người bạn họ xếp hàng, con không có làm. À, xong rồi có một thầy khác cầm cái lyric cái lyric tiếng Việt là xương, dưa xương gì đó, tra lợi để trên đầu để gia trì. Con không có làm, thế mà thấy mình trốn bạn mình. Thì con nghĩ như thế này, cái chùa đó rất là giàu. Ông thầy Vĩnh Hòa có 6 chùa, 3 chùa này, 2 chùa kia, tiền cũng dường không à. Thì con sợ là ông phát trần là hôm qua là được chư thiên gia trì cho con, sư phụ cho con làm đệ tử mà ông tốn phát mình cái là chắc công đức mình đi luôn á. Con nghĩ như thế, sợ có ngạo mạn không thầy? Con không có để họ gia trì. Cũng nên thử. Không dám. Không, tại sao bụng bảo đảm chị là mấy cái bệnh bà, bệnh bồ, bệnh ngã. Lỡ đã thử nào, quất đó từ quất. Là cái bụng sẽ được hết. Cho nên mình biết chị bệnh, cho nên kêu đại tử đi thử. Nhưng mà thử thuốc, còn kiểu vua thần nông thời xưa vậy á. Mà thằng nông thì không có người chỉ cho ổng. Thì mấy con có thử, có gì cho bụng chị. Cho nên có gan tí mà lo gì sợ. Con có thắc mắc là Có một lần sư phụ nói là sư phụ là có tiền kiếp là vua Lưu Bị. Mà đó có một người đó họ nói con tiền kiếp là bàn thống. Thì bây giờ cái người đó hay nghe là dạ, con nói đúng không? Thế là bà cũng nói gì nói. Nhưng mà sư phụ có sổ trên trời. Ngày ở trên đó cuốn sổ lập ra mới trúng. Còn như này em nói gì nói. Con lấy gì con kiểm chứng.
Sư phụ nói là có kiểm chứng đàng hoàng mới cho dạ. Vị đứng đây đầy nè, đúng không? Còn mấy ông nói có ai kiểm chứng? Phụ nói là phụ là thành lập cái đạo này bây giờ có mấy chục triệu người. Nếu phụ nói sai, con nghĩ trong tương lai người ta nghĩ cái đạo mình như thế nào? Cho nên là có guarantee rồi, còn mấy người khác nói kiểu nào cũng được. Dạ, cảm ơn thầy. Con có câu hỏi. Khi mà tại vì hiện tại bây giờ con đang học chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm, là tại vì mấy cái bài kia tiếng Việt thì đọc dễ rồi, nhưng mà đọc chú tiếng Việt rồi đọc chú tiếng chữ Sanskrit mà cái người dịch tiếng Việt á thấy ủa sao họ có thể khâm ấp nhiều tưởng tượng như này, họ khâm ấp cái chữ mà nó tải cái âm nhiều quá vậy. Thì bây giờ á, nếu mà cái đạo chuyên tâm mình làm kinh chuyên tâm thì những cái người mà không nói tiếng Việt thì họ sẽ vẫn tiếp tục tụng chú như thế nào? Bây giờ mình có hai bài Lăng Nghiêm và Thập Chú và chú Đại Bi đó, thì mình nên thống nhất là ai cũng tụng một cái ngôn ngữ thôi, rồi xong rồi mọi người tụng chung, là bạn ngoại quốc của mình cũng tụng riêng, thì họ phải học tiếng Việt hay sao thưa sư phụ? Khi mà đọc kinh, thí dụ như con là người Việt, con đã đọc cuốn kinh Việt Nam cùng với một thằng chồng Mỹ, nó không biết đồng tiếng Việt Nam, thì sau này cuốn kinh Thiên Tâm hoặc là hiện giờ Mỹ nó cũng có tiếng Mỹ mà Đại Bi Thập Chú rồi Lăng Nghiêm, thì nó đọc tiếng Mỹ, con đọc tiếng Việt, hai người ngồi kế bên, nhưng mà hai người đọc vừa đủ nghe, đâu có chân tay nào đâu, đúng không? À, cũng xong thời kinh cũng khoảng thời gian đó, giỏi lắm mà con nhanh xong trước thì 5 phút rồi con ngồi con chờ ổng xong, má mà xong trước thì con ngồi chờ. Thì về trong đó mà phá hội 10 người đọc 10 thứ tiếng, mạnh tiếng ai nó đọc, nhưng mà cũng cùng một loại kính, thì cũng cùng chư thiên đi xuống, nhưng mà đừng có đọc lớn quá làm ồn lẫn nhau thôi. Nói thằng kia nó muốn đọc nó, nhưng mà là cũng là cùng giống nhau. Ở ngoài kia kinh của mình nó dịch cho tiếng Đức cũng có nè, tiếng Mỹ cũng có nè, chỉ có kinh Địa Mẫu là chưa có dịch thôi, còn ngoài ra tất cả cái kia đều có tiếng Mỹ hết. Ở trên Hòa Thượng Tiên Hóa đã dịch xong hết rồi, thì lấy cái đó xuống đọc. Dạ, con đọc hai cái âm là Sanskrit và tiếng Việt thì có nhiều chữ mà tiếng Việt sao mình lại liếu lửa vậy, mà đọc tiếng Sanskrit thì dễ hơn như vậy, thì bây giờ mình cũng phải học tiếng Việt hay là mình cái nào vậy? Mẹ bây giờ sư phụ là người Việt Nam, mẹ cho chân dung nó giống Việt Nam, cha là vậy, ở trên trời thụ cũng đẹp trai giống trai. Thì mình đọc tiếng Việt cho cha mẹ dễ hiểu. Chứ không muốn đọc tiếng gì. Ok, giờ mình quyết định mấy giờ để mình đi về nghỉ cho ngồi đây tới sáng cho ba.